Alo, alo, 1 2 4 5 6 7 8. Em chào chị Hồng Thị Nguyễn nha, chào chị yêu nha, chào buổi sáng chị yêu nha. Chào buổi sáng chị yêu. Chào buổi sáng toàn thể tất cả các chị yêu đang xem live ở đây nha. Mấy chơi vào xem live, chấm chấm bài thả tim đã like cho em với. Chấm thấm bài thả tim đã like cho em với. Buổi sáng hôm nay là em like cái dòng Vinh Nhật cho mấy chị nha. Dòng Vinh Nhật. Mấy chị vào xem live chấm chấm bài thả tim đã like cho em với nha mấy chị ơi. Vào xem like chấm chấm bài thả tim thả like giúp em một lượt chia sẻ nha. Giúp em một lượt chia sẻ về trang cá nhân của mình. Mấy chị mà có hội nhóm thì giúp em một lượt chia sẻ vào cho mọi nhóm càng tốt. Bữa sáng em like dòng Vinh Nhật cho mấy chị. Vinh Nhật giặt sạch sẽ, ủi thẳng thiêu, mỗi mẫu độc quyền. Chỉ có một con duy nhất, không có con thứ hai. Rất là độc quyền luôn. Mỗi mẫu có một con duy nhất là không có con thứ hai đâu. Nên là mấy chị nghe kỹ số đo vòng eo mới chốt hàng nha mấy chị ơi. Nghe kỹ số đo vòng eo chốt hàng, chốt chắc cho em nha, không có xả hàng nha. Mỗi mẫu có con thôi, đẹp lắm mấy chị. Mấy chị vào xem like chấm chấm bài thả tim thả like cho em với nha mấy chị ơi. Thả tim thả like cho em với. Giúp em một lượt chia sẻ cho mọi người vào đông đông nha. Giúp em một lượt chia sẻ cho mọi người vào đông đông nha mấy chị. Đẹp quá trời ơi, đẹp ghê. Dáng sơ mi á mấy chị ơi, sơ mi cho em cực kỳ đẹp luôn. Sơ mi còn mới nguyên tem luôn nè mấy chị ơi, còn mới nguyên tem luôn á mấy chị, mới nguyên tem chưa có qua sử dụng luôn, cực kỳ đẹp luôn. Eo 78-80 là mặc được nha, cái này eo 78-80 là mặc được, rất là đẹp. Trời ơi cái màu sang. Mấy chị vào xem like chấm chấm bài thả tim thả like cho em với nha mấy chị. Chấm chấm bài thả tim thả like cho em với. Chào buổi sáng tất cả các chị yêu luôn. Vào xem like chấm chấm bài thả tim thả like cho em với, cho mọi người vào đông đông nha, cho mọi người vào đông đông nha mấy chị ơi. Đẹp quá à, sang ghê luôn, cái dáng rất là sang như vậy luôn nha. Mấy chị xem like giúp em một lượt chia sẻ nha mấy chị. Giúp em một lượt chia sẻ về trang cá nhân của mình. Mấy chị mà có hội nhóm thì giúp em một lượt chia sẻ vào trong hội nhóm luôn nha mấy chị ơi, cho mọi người vào đông đông nha. Vào xem like chấm chấm bài thả tim thả like cho em với. Chấm chấm bài là thả tim thả like cho em nha mấy chị. Đẹp quá, thấy mấy chị thả tim thả like quá trời nè. Em thấy mấy chị thả tim thả like cho em quá trời luôn. Rồi chấm chấm bài cho em giúp em một lượt chia sẻ nha. Chào buổi sáng nha, em chào buổi sáng toàn thể tất cả các chị yêu luôn nha. Chào buổi sáng toàn thể tất cả các chị yêu luôn. Chào tất cả các chị yêu mới vào, chào tất cả các chị yêu đang xem live luôn. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá mấy chị ơi, đẹp quá mấy chị. Đầm viên nhật có mấy chị, mỗi mẫu một con thôi nha. Mỗi mẫu chỉ có một con thôi. Rất là đẹp luôn. Độc quyền lắm, nên là mấy chị ơi nghe kỹ số đo vòng em mới chốt hàng cho em nha. Nghe kỹ số đo vòng em mới chốt hàng. Độc quyền, mỗi mẫu chỉ có một con, không con thứ hai đâu, rất là đẹp luôn. Trời ơi, sang lắm mấy chị ơi. Chất là bao đẹp luôn, sơ mi, cái dáng này là dáng sơ mi mặc vô dấu quần cho em nha. Đó, làm sơ mi giấu quần hoặc là chị nào mà thích làm đầm thì mặc làm đầm cho em. Con này eo 78-80 là mặc được nha. Eo 78-80 là mặc được, 150.000 cho em nha. Miễn ship tận nhà và được kiểm tra hàng luôn nha mấy chị. Miễn ship tận nhà cho mấy chị luôn, về kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn. Eo 78-80 là mặc được cho em. Em chào chị Ánh Ngọc nha. Em chào chị Ánh Ngọc nè. Chào toàn thể tất cả các chị yêu mới vào nè. Chào buổi sáng tất cả các chị yêu nè. Mấy chị vào xem like giúp em một lượt chia sẻ cho mọi người vào đông đông nha mấy chị ơi. Giúp em một lượt chia sẻ vào về trang cá nhân của mình. Mấy chị mà có hội nhóm thì giúp em một lượt chia sẻ vào trong hội nhóm luôn, cho mọi người vào đông đông nha mấy chị. Đẹp quá. Còn mới nguyên tem, mới nguyên tem chưa qua sử dụng, cực kỳ sang. Eo 78-80 là mặc được,
Đó, rất là đẹp luôn. À, mấy chị lên đây mã số 1 nha. Mã số 1 cho em. Mã số 1 là mở mở hàng á mấy chị. Ở đây chị nào mà mở hàng đắt hàng, chị nào mà mở hàng nhanh tay lại chân á thì giúp em mở hàng con này nha mấy chị ơi. Mã 1 cho em. Mã 1 nha mấy chị. 150.000. Được miễn ship tận nhà, được kiểm tra hàng luôn nha. Miễn ship tận nhà cho mấy chị luôn, về kiểm tra hàng thoải mái luôn. 150.000 là sở hữu luôn con này cho em. Mới như vậy nha, còn mới nguyên tem nha mấy chị, chưa qua sử dụng đâu. Đó, mới nguyên tem luôn, giặt sạch sẽ rồi, ủi thẳng thêu rồi. Số 1 cho em. Mã số 1 cho chị Nguyễn Sơn. Số 1 cho chị Nguyễn Sơn, cảm ơn chị Nguyễn Sơn rất là nhiều. À, em cảm ơn chị Nguyễn Sơn đã mở hàng cho em nha. Cảm ơn chị Nguyễn Sơn đã mở hàng cho em nè. Mấy chị vào xem like chấm chấm bài cho em nè. Chấm chấm bài cho em với nha mấy chị. À, giúp em một lượt chia sẻ nha, để cho mọi người vào đông đông nha mấy chị ơi. À, con này eo 84-90 nha. Eo 84-90 luôn, đẹp quá. Dáng bích lâm. Dáng bích lâm ăn cả thế giới không thấy bụng che bụng. Màu cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, nó sang chưa? Eo 90 đổ về là mặc được nha. Mặc lên dáng nè. Rất là đẹp như vậy, dáng bích lâm nha. Cực kỳ sang. Con này mã số 2 cho em. 150.000 miễn ship nha mấy chị. Mã số 2, 150.000 miễn ship tận nhà, được kiểm tra. Lên số 2 là có đơn. Giặt sạch sẽ cho mấy chị rồi, mấy chị cứ yên tâm. Đồng viên Nhật là em giặt sạch sẽ, ủi thẳng thiêu cho mấy chị hết nha. Giặt sạch sẽ, ủi thẳng thiêu, mỗi mẫu độc quyền lắm. Mỗi mẫu chỉ có một con duy nhất thôi, không có con thứ hai đâu mấy chị. Nên là mấy chị ơi, nghe kỹ số đo vòng eo mới chốt hàng cho em chốt chắc nha. Em mới đọc số đo vòng eo á. Rồi con này eo 90 đổ về cho em nè, màu cực kỳ sang nè. Chị mà nào mà size to eo 90 đổ về, eo 84-86-90 mặc được hết. Con này lên em số 2 nha. Con này mã 2 cho em. 150.000 nha mấy chị, miễn ship tận nhà cho mấy chị luôn, về được kiểm tra cho em số 2. 150.000 eo 84-90 số 2 cho em. Eo 90 đổ về cái màu sang quá, cái màu cực kỳ đẹp như vậy luôn. Trời ơi nó đẹp quá mấy chị ơi, chất bao đẹp luôn. Số 2 150.000 nè. Rồi con này còn mới nguyên tem nha. Con này còn mới nguyên tem cho em. Còn mới nguyên tem. Mới nguyên tem 3, 4, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái luôn. Đó. Đẹp quá, 5 cái rất là 5 cái tem mà em nói còn mới nguyên tem, một đùm tem, một nùi luôn như vậy mà 5 cái tem rất là sang nè. À, eo con này là 84-90 luôn, eo 90 đổ về nha. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Em chào chị em chào chị Nguyễn Sơn nha, chào toàn thể tất cả các chị yêu nha. À, chào buổi sáng tất cả các chị yêu luôn. À, mấy chị buổi sáng vào xem live thì chấm chấm bài cho em với. Chấm chấm bài cho em với nha mấy chị, giúp em một lượt chia sẻ cho mọi người vào đông đông nha mấy chị ơi. Giúp em một lượt chia sẻ cho mọi người vào đông đông nha. Em nói là live và đầm viên Nhật sang lắm, mỗi mẫu một cái là độc quyền lắm, không có cái thứ hai luôn, rất là đẹp luôn. Eo 84-90 nè. Còn mới nguyên tem, một đùm một nồi tem, 4-5 cái tem đây. Con này số 3 cho em. 150.000 mỹ ship số 3 cho em. Số 3 chị Hương Vũ. Rồi con này là một con nhúng nha. Con này là một con nhúng, chào chị Hoa Ngô nha. Chào toàn thể tất cả các chị yêu nha. À, con này là một con nhúng như vậy cho em nha. Eo 84-90 luôn, nhập nhúng giống em đang mặc nè. Mặc rất là đẹp luôn, nhúng á, giống em đang mặc nè. Cái dáng nhúng như vậy nè. Đó, nó cũng nhúng vô đây cũng vậy nha. Dập nhúng giống em đang mặc đó, rất là đẹp. Có tay, con này có tay, còn của em là sắc nách nha. Rồi chị nào eo 84-90, con này lên số 4 cho em. Mã 4 cho em, 150.000, miễn ship số 4, 150.000, size to, eo 84-90 luôn. 150.000 là sở hữu con này, dập nhúng giống em. Dập nhúng, trời ơi, mặc vô như vậy nhưng mà xinh lắm. Con này số 4 cho em nha. Mã 4 cho em, 150.000, eo 84-90, eo 90 đổ về. Giặt sạch sẽ rồi, ủi thẳng thiêu rồi, mã 4 cho em nè. À, chị mới nhận hàng được, đẹp ưng ý, cảm ơn chị Loan Vũ rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Loan Vũ rất là nhiều, cảm ơn tất cả các chị yêu ở đây đã mua hàng ủng hộ bên nhà em nè. Cảm ơn tất cả các chị yêu rất là nhiều luôn. Chào chị Ánh Ngọc nè, chào toàn thể tất cả các chị yêu mới vào nha. Trời ơi đẹp quá, mấy chị xem like giúp em một lượt chia sẻ cho mọi người vào đông đông nha mấy chị ơi. Rồi con này eo 70-74. Eo 70-74 cho em, rất là cưng. Con này là mua một được hai đó. Mặc vô kiểu như là mình mặc mày cái áo và một cái chân váy bên dưới như vậy nè. Đó, mặc lên dáng. Nó sẽ đứng cái dáng nó ra như vậy cho em. Đây. Mặc lên dáng nó sẽ đứng cái dáng nó ra như vậy. Cực kỳ đẹp luôn. Chị nào eo 70-74 lên em mã số 5. Mã 5 150.000 miễn ship số 5. Em chào chị Nga nha. Em chào chị Nguyễn Thị Nga nha, chào chị Ái Việt nè, chào toàn thể tất cả các chị yêu nè. Chị nào eo 70-74 lên em số 5, 150.000 miễn ship. Cái này lên dáng đẹp lắm đây nè. Lên dáng rất là sang, trời ơi nó đẹp lắm. Mấy chị ơi mua một được hai đó. Đó, mua một là được hai luôn. Đó, cái áo như vậy, cái chân váy như vậy cưng luôn. Rồi con này lên em mã 5 nha. 150.000 eo 70-74.
Em chào toàn thể tất cả các chị mới vào nha. Chào toàn thể tất cả các chị mới vào. Chị chào, cảm ơn chị Nga rất là nhiều nè. Cảm ơn tất cả các chị ở đây đã giúp em chia sẻ nha. Rồi em nói cái này làm viên nhật á, giặt sạch sẽ cho mấy chị rồi. Ủa thẳng thiêu rồi, độc quyền lắm, mỗi mẫu có một cái thôi. Nên là mấy chị nghe kỹ số đo bọn em mới chốt hàng cho em. Đừng có xả hàng, tội nghiệp em nha. Em nói là rất là đẹp luôn. Con này eo 65-72 dáng body cho em. Body nha mấy chị. Đây body như vậy nha, cột nơ đằng sau rất là sang. Dán body eo 65-72, trời ơi nó xinh quá. Chị nào eo 65-72 lên mã số 6 cho em con này nha. Mã 6 cho em 150.000 miễn ship tận nhà được kiểm tra hàng. Mã 6 dán body rất là đẹp. Rồi chào chị Phạm Hương nè, chào chị Hồng Đàm, chào toàn thể tất cả các chị mới vào nè. Rồi con này lên em số 6 nha, 150.000 miễn ship cho em, chào chị Long Vũ luôn. Eo 65-72 mặc được số 6 cho em. Số 6 cho em. Wow, con nào cũng sang hết trơn á mấy chị. Một con sơ mi. Một con sơ mi, chào chị Hoa Phan nè, em chào chị Hoa Phan, chào toàn thể tất cả các chị luôn nha. Mới vào thì chấm bài cho em biết là mấy chị đang xem nha, chấm bài thả tim thả like cho em. Rồi con này số, con này mã 7, con này eo 90-100. Con này là một con sơ mi dáng form rộng, sơ mi cài cúc form rộng, sơ mi giấu quần. Hoặc là sơ mi ràng đầm, con này mặc rất là sang, có hai cái túi bên này. Cực kỳ xịt tay dễ thương luôn. Chị nào eo 90-100, eo 100 đổ về lên em số 7. Con này mã 7 cho em, 150.000 miễn ship tận nhà, mã số 7 150.000 nha. Đẹp lắm mấy trời, em nói chốt liền con này đi, eo 90-100 size to luôn ấy. Số 7 cho em. Số 7. Trời ơi nó có cái túi bên này nè, dễ thương lắm, hai cái túi hai bên luôn. Mọi sơ mi phong rộng sang luôn. Mã 7 cho em 150.000 miễn ship, eo 90-100, eo 100 đổ về nha. Rồi con này là một con sát nách. Con này là một con sát nách eo 87 đấy chị Trân Võ. Eo 90 đổ về, eo 84-90, eo 90 đổ về, có dây cột. Có dây cột, có dây rút, có eo như vậy luôn. Trời ơi nó sang như vậy nè. VIP chưa? Cực kỳ VIP con này. Còn mới á, con này mới lắm luôn ấy, trời ơi cái dáng rất là đẹp. Chị nào eo 84-90, eo 90 đổ về lên em số 8 nha. 150.000 miễn ship cho em, giặt sạch sẽ rồi, ủi thẳng thiêu rồi, số 8. 150.000 cái dáng sang lắm. Cực kỳ sang, dáng này mặc rất là sang. Số 8 cho em 150.000 nè. Mỗi mẫu em có một con thôi mấy chị ơi, chị nào lên trước thì được nha. Nhớ nghe kỹ số đo bọn em mới chốt hàng cho em nha. Độc quyền lắm, cái này là mẫu độc quyền không mà mỗi mẫu có con thôi. Nghe kỹ số đo bọn em chốt hàng cho em. Rồi con này eo 78-80. Một con sơ mi, có cái túi ngay chỗ này cho em dễ thương lắm. Cài cốt từ trên xuống dưới như vậy. Đó dạng sơ mi giấu quần hoặc là mấy chị làm đầm, hoặc là sơ mi phông rộng, nó rất là sang. Chị nào eo 78-80 lên em số 9 nè, mã 9, 150.000 cho con này miễn ship cho mấy chị luôn, về được kiểm tra hàng nha. Mã 9, 150.000 miễn ship, đó, eo 78-80 số 9 cho em. Số 9, trời ơi, con nào nó cũng sang á mấy chị ơi. Đây con này cực kỳ đẹp, đây con này eo 74-76, eo 76 đổ về. Wow, một con hàng hiệu Uni, một con chuẩn hàng hiệu Uni như vậy cho em. Vai chồm, vai chồm có chung co giãn như này. Đây có chung co giãn như vậy, mấy chị mặc vô nè. Mặc vô là phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, lên dáng nó rất là sang. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về lên em số 10. Con này mã 10 nha, 150.000 miễn ship tận nhà, số 10 cho em, có túi hai bên luôn, cái màu sang. Trời ơi, lên dáng nó đẹp lắm mấy chị ơi, màu sang nữa, mã 10, 150.000 miễn ship nè. Giặt sạch sẽ, ủi thẳng theo cho chị rồi nha, yên tâm nha. Số 10 đi chị Lê Út. Rồi con này chất von rất là mềm mại luôn, chất von là cực kỳ mềm mại, eo 74-76, eo 76 đổ về cho em. Con này dáng vin ấy, có chung eo co giãn. Có chung eo co giãn, mấy chị mặc vô nó sẽ xòe ra như vậy cho em, cực kỳ đẹp. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về lên mã 11 cho em, mã 11, 150.000 miễn ship con này, số 11, 150.000. 11. Con chào cô Ly Lê. Chào cô Ly Lê. Trời ơi, giống viên đẹp quá, có bán 150.000 miễn ship. Trời ơi, con này mới sang nè. Một con size to, eo 90-100, eo 100 đổ về size to. Chị nào mà đang xem live ở đây, size to nè, eo 100, chốt liền con này cho em. Phải nói là cực kỳ đẹp, có chung. Đằng này có chung qua giảng đằng sau như vậy. Rất là đẹp luôn. Con này số 12 cho em. Mã 12, 150.000 miễn ship, eo 90-100 size to, mà xịt tay rất là dễ thương. Chị nào mà size to ở đây chốt liền nha. Lâu lâu mới có con size to đẹp như vậy đó mấy chị. Mã 12, 150.000 miễn ship cho em. 12, wow, một con VIP. Con này VIP quá, con này eo 74-75 cho em nha. Mấy chị thấy không, trời ơi, toàn bộ chỗ này là theo nè. Cái dáng mặt vô nó sẽ suông xuống như vậy cho em. Suông xuống như vậy.
cực kỳ đẹp nha. Chị nào mà thích mình tay thì nịch vô như vậy cho nó sang. Con này eo 74-75 lên em mã số 13. Mã 13 cho em 150.000 miễn ship tận nhà nha mấy chị. Lên số 13 là có đơn 150.000. 13 150.000 cho em. Toàn là mấy con siêu VIP không à. Đây nè con này mới chất mà eo 65-70. Eo 65-70 CS. Con này em nói cầm nặng tay cầm muốn xỉu luôn. Vai trồm. Vai trồm mặt rất là mát, dáng cực kỳ sang như mày. Chị nào eo 65-70 size S lên em số 14, 150.000 miễn ship. Con này nó ngắn ngắn như mày, nhưng mà khi mấy chị mặc lên người là nó lớn dáng rất là đẹp luôn. Đây, mặc lên dáng là nó lớn dáng như mày cho em mà trời ơi nó xinh lắm. Eo 65-70 size S mặc được số 14, 150.000 miễn ship cho em nha mấy chị. 150.000, wow, con này đẹp quá. Con này eo 84-85 cho em, xinh. Mặc đi chơi Noel nha mấy chị. Mấy chị ơi, sắp tới Noel rồi mấy chị. Con này mà cái màu nó rất là hợp với mặt đi chơi Noel luôn đây nè. Rất là đẹp nè. Chị nào mà eo 84-85 nè, lên em mã số 15. 150.000 miễn ship nha. Đó, mặc lên nè. Trời ơi, cái chỗ dưới này nè, nó xòe ra như vậy cho em, xinh lắm. Chị nào eo 84-85, eo 85 đổ về lên mã 15. 150.000 em miễn ship tận nhà cho mấy chị nha. Được kiểm tra hàng luôn. Cưng như vậy luôn, số 15. Chỗ này mới, chỗ này toàn bộ chỗ này là rất là mới luôn. Đây cũng vậy, mới nha. Mới không sụ không đổ lông luôn nha. Mã 15 150.000 cho em. 15 150.000. Rồi em qua con này. Con này là eo 65-72. Một con dạng đầm đen công sở form Âu. Tùng Âu xòe ra như vậy. Tùng Âu phải nói là xòe ra. Chị nào eo 65-72 lên số 16 cho em nha. 150.000 miễn ship số 16. Eo 65-72 đầm đen công sở. Tùng Âu xòe cực kỳ đẹp. Mã 16, 150.000 miễn ship luôn. Giặt sạch sẽ rồi, ủi thẳng thiêu cho mấy chị luôn rồi nha. Giặt sạch sẽ, ủi thẳng thiêu rồi, mấy chị cứ yên tâm cho em. Rồi con này là một con chất thun lạnh co giãn. Thun lạnh co giãn như vậy, mặc cực kỳ thoải mái cho em. Hàng hiệu, trời ơi, tem hàng hiệu ở đây cho em. Chị nào mà eo 84-90, eo 90 đổ về lên em mã 17 con này. 150.000 miễn ship số 17 nha. Đây, mặc lên dáng đẹp lắm, mấy chị cứ yên tâm. Mặt lên nhát phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ sang như mày luôn. Con này lên em số 17, 150.000 cho em. Eo 84-90 mã 17 nha. Eo 90 đổ về size to á. 17-17 cho em. Rồi con này đẹp lắm luôn nha mấy chị. Eo 84-90 nha, eo 90 đổ về nha. Mấy chị thấy cái màu nó sang không? Cái này là dáng bếch lum nha. Bếch lum như mày nè. Ăn cả thế giới không bao giờ thấy bụng nha. Ở dưới là âu xòe ra rất là đẹp luôn. Chị nào eo 84-90 size to đó, eo 90 đổ về lên mã 18 cho em. 150.000 miễn ship số 18. 150.000 là sở hữu luôn con này. Giặt sạch sẽ rồi, ủi thẳng thiêu rồi nha. Miễn ship tới tận nhà, được kiểm tra hàng thoải mái luôn đó. 18 cho em, mỗi mẫu độc quyền lắm, có một con duy nhất thôi. Số 18, số 18 cho em nha. Đẹp quá, con nào cũng sang lắm mấy chị ơi. Con nào cũng đẹp. Con nào cũng đẹp, con nào cũng sang. Em chào chị Hiền Phạm nè. Con này tay, con này dán body cho em nha. Xịt tay độc lạ cho em, dán body rất là xinh. 18 với chị Phạm Hương. Trời ơi mấy chị ơi, body đẹp lắm mấy chị ơi. Dán body đây. Eo 65-72 nha. Đây, nó nhúng nó mèo như mày cho em nè. Cái tay này rất là đẹp luôn. Phần bên dưới là body như mày cho em nha. Trời ơi, độc lạ sang lắm. Chị nè, eo 65-72 lên em mã 19. 150.000 miễn ship số 19 cho em. 150.000 19 với chị Ái Việt. Quá trời quá đất, nó đẹp mấy chơi. Đây, một con body. Một con body xịt tay độc lạ, cổ đổ như mày. Rất là sang, dáng body, trời ơi, mấy chơi nó cúp vô như mày. Con này eo 68 nha. Con này eo 65-68 thôi nha mấy chị. Eo 65-68 thôi nha, con này eo 65-68. Con này mã số 20 cho em. Mã 20 nha, 150.000 miễn ship tận nhà cho mấy chị. Về được kiểm tra hàng luôn, xịt tay độc lạ quá. Mã số 20 cho em, 150.000. Trời ơi, con nào nó cũng sang hết mấy chơi. Rồi con này, em chào chị Thanh Xuân, Nguyễn Thụy, chào toàn thể tất cả các chị yêu nè. Rồi con này xinh quá, con này xếp tầng, eo 65-72. Con này sang nha, con này chất von rất là mềm mại nha, tầng cho em. Đuôi cá tầng như vậy nha. Khi mấy chị mà mặc lên người á, cực kỳ đẹp như vậy cho em nè. Mặc lên người là em nói nó rất là sang, nó chung ra như là trời ơi đẹp quá. Chị nào mà eo 65-72 lên em số 21 nha. 150.000 miễn ship tận nhà, được kiểm tra hàng số 21 cho em. 21 13 đây nè, còn để tí xíu cho em xem lại. Mã 21 150.000 miễn ship cho em. Giặt sạch sẽ rồi, ủi thẳng thiêu rồi. Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm số 13 hả? 21 số 21 không phải số 13 đâu. 21 cho chị Nguyễn Thị Hồng Thắm.
Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, chị có lấy số 13 không? Em thấy chị lên số 13 rồi, chị lên số 21 này, còn số 13 là con này nha. Không có. Rồi, ok, nhầm. Nhảy số 13. Rồi. Đây kỳ kỳ. Rồi, em qua con này. Con này eo 65-72. Một con cái màu beo rất là xịn như vậy. Trời ơi, sang. Eo 65-72 cực kỳ đẹp như vậy cho em. Chị này eo 65-72 lên em mã số 22. 150.000 miễn ship cho mấy chị, về được kiểm tra hàng thoải mái nha. Dáng rất là đẹp như vậy nha, màu beo nha. Đầm nhập mà màu beo như vậy là mặt phải nó là cực kỳ sang. Mã 22 150.000 cho em. Rồi em qua con này. Con này eo 80-84. Còn nguyên một đùm tem 1, 2, 3, 4 một đùm tem. Đây, rất là vip như vậy. Con này dạng đùm đen đi làm công sở cho em. Ở còn mới nguyên tem. Chất bao đẹp. Chị này eo 80-84 lên đây mã 23, 150.000 miễn ship số 23, 150.000 con này mã 23 cho em. 23, eo 80-84 nha, size to nha. Size to là mặc được hết nha. Wow, con này sang thế. Con này có dây cột nè. Trời ơi, vip lắm mấy chị ơi, con này bao vip. Eo 74-76 cho em. Dáng cổ vết như vậy nha, cài cúc. Cài cúc toàn bộ là từ trên xuống dưới như vậy cho em, có dây cột. Đây có dây cột như vậy rất là sang. 23 đó chị Nguyệt Phạm. Chị là eo 74-76, eo 76 đổ về lên mã 24, 150.000 miễn ship cho em con này, cực kỳ sang. Con này 350 của con, mày bán cho mấy chị đầu like có 150.000 nữa nha. Chị nào nhanh tay được lên số 24 cho em. Eo 74-76 số 24 cho em nè. 24-24 rồi, cái này em quay về mã số 1 nha, quay về số 1. Con này là một con dáng vin nha. Có chung eo cho em nè. Có chân eo nè, có lót lụa xịn bên trong như vậy. Dán viên rất là đắt tiền. Mấy trăm ngàn một con luôn. Em bán cho mấy chị 150.000 miễn ship con này luôn. Con này eo 70-74 là mặc được nha. Đẹp quá. Eo 70-74 là mặc được. Quay về mã 1. Mã 1 cho em 150.000 miễn ship số 1 cho em. Số 1 nè. Rồi, con số này 1 cho chị Ái Việt. Rồi con này là một con sát nách. Eo 70-74 cho em. Một con sát nách. Bánh bèo quá. Che bụng. Dưới này có chung eo như vậy cho em. Trời ơi, cái dáng chiếc von cực kỳ đẹp như vậy luôn. Chị nào eo 70-74 nè, lên em số 2 con này nha. 150.000 miễn ship số 2, 150.000 cho em. Số 2 chào chị Linh Việt nè. Rồi, con này xinh quá. Con này một con dáng vin eo chết cho em. Con này eo 65-72. Dáng vin eo chết nha. Eo chết như vậy nè, mấy khi mấy chị mặc lên dáng nó rất là đẹp luôn đây nè. Mặc lên phải nói là nó cực kỳ đẹp như vậy cho em, nó rất là sang nha. Chị nào mà eo 65-72 lên em mã số 3, 150.000 miễn ship, giặt sạch sẽ rồi, ủi thẳng tiêu rồi, miễn ship tặng nhà, được kiểm tra thoải mái luôn. Eo 65-72 là mặc được con này nha. Mã 3, 150.000 miễn ship số 3 cho em. Số 3, trời ơi xinh quá, mấy chị ơi, con nào cũng sang hết mấy chị. Đây, con này. Số này, số 3 là chị Nguyễn Thị Hồng. Số 3 là chị Nguyễn Thị Hồng Thắm. Rồi, con này eo 80-84. Eo 80-84 cho em nha. Cái này là bông hoa nhí nha mấy chị. Bông hoa nhí, sơ mi phông rộng, cài cúp từ trên xuống dưới. Bông hoa nhí, dáng sơ mi phông rộng, mặc chéo quần. Hoặc là chị nào thích đầm đầm thì mặc. Còn mà chị nào thích mua về mặc đa dạng, làm giám viên thì mặc, làm giám viên luôn. Rồi chị nào eo 80-84 lên em mã số 4. Con này mã 4 nha. 150.000 miễn ship số 4, chút von mềm mại. Mã 4 cho em 150.000. Eo 80-84 là mặc được mã số 4 nè. Rồi em qua con này, một con chất thun lạnh. Eo 78-80, độc lạ. Thun lạnh, mát gửi, mát lạnh, mặc như không mặc. Thun lạnh, co giãn cho em, mặc rất là thoải mái. Xịt tay rất là độc lạ, có chung co giãn như vậy luôn. Em nói con này rất là độc lạ luôn, trời dễ thương chưa. Chị nào mà eo 78-80 lên em số 5 nha. Con này mã 5 cho em nha. 150.000 miễn ship số 5, 150.000 cho em. Số 5 nè. Rồi em qua con này. Con này eo 80-82 cho em. Con này là một con dạng đầm đen công sở, đi làm công sở. Chất này cực kỳ phê, cái tay cực kỳ dễ thương như mày. Chị nào eo 80-82 lên em mã số 6. 150.000 miễn ship số 6 cho em. Dạng đầm đen công sở, đi làm công sở đẹp quá. Số 6 eo 80-82 đó mấy chị. Rồi con này xinh quá. Con này cái cổ vét eo 74-78. Dáng cổ vét như mày, mồng hoa nhí cực đẹp như mày. Có chung co giãn như mày cho em. Con này eo 74-78, eo 78 đổ về lên mã 7 cho em. Mã 7 nha mấy chị, con này số 7 cho em nha, màu đẹp lắm. 150.000 miễn ship số 7. Có chung co giãn như vậy nè, mà cứ là sang nè. Mã 7 cho em nha. 150.000 số 7 cho em. Eo 74-78, eo 78 đổ về nha. Rồi con này là một con nhập nhúng nha mấy chị. Con này là một con nhập nhúng. Eo 84-90, eo 90 đổ về nhúng giống em ta mặc. Đây nè, nhúng nè.
Nhúng này y chang như mày luôn, không khác gì hết. Đó, rất là dễ thương, rất là sang luôn. Chị nào mà E90 đổ về lên em mã 8 cho em con này. 150.000 miễn ship giặt sạch sẽ. Ui thẳng thiêu rồi, lên số 8 đâu có đơn, miễn ship tận nhà. Số 8 cho em. Số 8 cho em. Đẹp quá mấy chị, con nào cũng sang lắm mấy chị ơi. Con nào phải nói cũng rất là sang luôn. Rồi con này E70-75 nha mấy chị, E70-75 cho em. Bánh đèo lắm, siêu bánh đèo, vai trờm, có chung vai giãn nè. Chất von rất là mềm mại nè, xòe ra như vậy cho em. Mai số 8 mấy chị Đào Ngọc. Khi mấy chị mặc lên là chất là xe như vậy nè. Đào Ngọc mấy xin gửi, ngày xưa hiện tại bà chị không lên trên like nha chị ơi. Lên dáng cực kỳ đẹp. Eo 74-75 lên em mã 9 nha, con là số 9 cho em. 150.000 miễn ship tận nhà luôn nha, về được kiểm tra, xịt tay, sang quá, mã 9 cho em. Số 9 nè. Số 9 rồi, con này VIP. Con này sang, màu sọc, mặt rất là sang. Màu sọc mà không bao giờ lỗi thời. Eo 78-80 cho em. Vai chồm như vậy rất là mát, kẻ sọc sang, có dây rút eo, có chung vai giãn xòe âu như vậy. Chị nào eo 78-80 lên em số 10. Mã 10 cho em con này, 150.000 miễn ship số 10 nha. Mã 10 cho em 150.000. Eo 78-80 là mặc được, vai chồm rất là mát mẻ, rất là sang nè. Mã số 10 cho em 150.000 nè. Mã 10 đẹp quá mấy chị ơi. Rồi con này là một con giám viên màu hoa nhí. Con này eo 74-76 nha mấy chị. Cổ cực kỳ đẹp nha, cái cổ rất là sang như vậy, màu hoa nhí nha, cái tay bo chung bo nhúng rồi nè, chất von mềm mại nè. Ở bên dưới là có lót rất là xịn luôn. Trời ơi, giám viên sang quá. Tay mặc lên dáng nó sẽ như vậy cho em nha, rất là đẹp, rất là sang luôn. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về lên mã 11 cho em. 150.000 miễn ship tận nhà luôn, vừa kiểm tra hàng thoải mái, mã 11 cho em. Eo 74-76, eo 76 đổ về. Đảo Ngọc ơi, chị vào tới nhắm Messenger cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ cho em, không nhận số điện thoại địa chỉ trên like nha chị ơi. Con này đẹp lắm mấy chị ơi, cực kỳ sang mấy chị ơi. Eo 74-78, eo 78 đổ về cho em, có chung coi giãn nè. Bên dưới nó xòe ra như vậy cho em, phải nói là rất là sang luôn, sắc nách giống em mà mặt rất là mát nè. Màu nó nhu như vậy, đó mặt rất đẹp luôn. Chị nào eo 74-78, eo 78 đổ về lên mã 12 cho em nha, mã 12, 150.000 miễn ship tận nhà luôn, lên số 12 là có đơn, 150.000, 12. Giặt sạch sẽ rồi ủi thẳng thiêu cho em luôn, giặt sạch sẽ ủi thẳng thiêu yên tâm, miễn ship tận nhà nhận hàng cho em. Eo 70-74 cho em con này, chất bao đẹp nha. Cho chị Loan Vũ. Chất bao đẹp luôn nha, eo 70-74 nha, cái này là mua 1 được 2 đó, mặc vô giống như cái áo và cái này là cái phần chân váy nè. Đó, mặc lên là nó sẽ như vậy cho em nè, cực kỳ đẹp cho em. Chị nào eo 70-74 lên em số 13, 150.000 miễn ship luôn. Con này em nói chất này bao phê cầm nên nó chỉ có ghiền thôi. Mã số 13 nha mấy chị, 150.000 miễn ship lên số 13 cho em. Eo 70-74 mã 13. Mã số 13 cho em, wow, con này sang quá. Con này eo 74-78, eo 78 đổ về, cái cổ đẹp quá. Có chung coi giãn, giãn âu xòe như vậy luôn. Trời ơi, con này với con này là một cặp nè mấy chị. Đấy, hai con là một cặp luôn ấy, mấy chị mà có hai chị em á, mua về mặc chung cho em, con này số 7 nè. Rồi con này số 14 cho em nha. E74-78, E78 đổ về mã 14 cho em con này, 150.000 miễn ship số 14 nha. Đẹp lắm. Có chung coi giãn, nhắn viên sang, cái cổ như vậy nè đằng sau. Nơ ơ đồ, trời ơi, cực kỳ đẹp. Mã 14, 150.000 miễn ship số 14 cho em. 14 một cặp á mấy chị, có hai cái mấy chị mua về hai chị em mặc cho nó, có một cặp cho nó xinh. Rồi con này là một con đầm đen công sở cho em, đầm đen đi làm công sở, chất bao đẹp luôn, chất von rất là mềm mại luôn. Chị nào E84-90 đổ về lên mã 15, 150.000 miễn ship, dạng đầm đen công sở cho em, mặc cực kỳ sang. Đó, lên mã số 15 nha, 150.000 miễn ship cho em mã 15, E84-90 đổ về 15 cho em. 15 cho em nha mấy chị ơi, lên số 15 cho em là có đơn nha. Rồi con này là một con màu nhung. 15 là chị Nguyệt Phạm. Đẹp quá, thiết kế cực kỳ sang luôn. Eo 78-80 cho em. Trời ơi, rất là độc lạ, rất là VIP như này. Chị nào eo 78-80 lên mã 16, 150.000 miễn ship, độc lạ sang không. Mặc lên dáng phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, nó xinh lắm mấy chị ơi. Con này bao xinh luôn. Chị nào eo 78-80 lên số 16 cho em, 150.000 miễn ship nha mấy chị thấy không. Rất là thẳng thiêu nè, giặt sạch sẽ rồi, rất là thẳng thiêu như vậy luôn nè. Mã 16, 150.000. Chị Đảo Ngọc ơi, chị vào nhà Messenger cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ nha chị ơi, không biết trên like ạ. Một con giá suông, eo 90-100, suông nha mấy chị, họa tiết thổ cẩm hoàng gia, hoàng ơ, có cả hoa rất là đẹp như vậy nha. Eo 90-100 luôn, giá suông, chị nào thích mặc suông thì mặc, chị nào thích mặc này đây thì mặc cho em. Eo 90-100 size to, eo 100 đổ về size to lên mã 17, 150.000 miễn ship tận nhà, được kiểm tra số 17 cho em.
17 rồi. Con này là một con màu hoa nhí cho em. Eo 74-78. Bông hoa nhí như vậy cho em. Cài cốt từ trên xuống dưới mặt cực kỳ đẹp, có chung co giãn luôn. Đó, đẹp lắm, mấy chị ơi, đẹp lắm. Chị nào mà eo 74-78, eo 78 đổ về lên em số 18 nha. 150.000 miễn ship tận nhà luôn nha mấy chị, là số 18 nha, mà có đơn 150.000 sở hữu luôn con này. Chất vo nhớ mềm mại có túi cho em. Mã 18 eo 74-78 đổ về 18-150.000. Rồi em qua con này eo 74-76, con này là một con dáng bánh lum mấy chị. Đây dáng bánh lum như vậy nè, đó, xè cái tùng âu ra như vậy cho em nè, đẹp lắm, xinh lắm, độc lạ nữa chứ, vai chồm ra như vậy. Cánh vai vai nó chồm ra như vậy cho em. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về lên em mã 19 cho em, 150.000 miễn ship số 19, 150.000 chất vôn mềm mại 2 lớp nha. Mã 19 cho em. 150.000 là giặt sạch sẽ ủi thắng theo luôn rồi, mấy chị cứ yên tâm, giặt sạch sẽ ủi thắng theo cho em. Đây, cái này là cái màu hoa nhí như vậy, có chung co giãn cho em. Dáng âu xè cực kỳ đẹp, màu rất là sang. Chị nào eo 78-80 lên em mã 20. 19 đó chị Huệ Phạm. Mã 20 cho em, 150.000 miễn ship số 20, eo 78-80 cho em. Tay vo nhúng như vậy nha, có chung eo nha, mặc cho là âu xè ra như vậy, rất là đẹp, số 20. Mã 20 cho em, 150.000 miễn ship nè. Rồi con này là một con gan mới tinh cho em. Gan này là mới tinh, không xù không đổ lông, gan rất là mới nha. Con gan này eo 65-72. Gan mới không xù không đổ lông nha. Mặc cho là thùng âu xòe như vậy cho em rất là đẹp. Chị này eo 65-72 lên mã 21 cho em, 150.000 miễn ship số 21. Wow. Con này số 22. Con này eo 74-75 nha. Đây. Vai em bắt cái tay cực kỳ đẹp luôn, có chung qua giãn luôn. Bên dưới là xòe âu ra như vậy nè, trời ơi, độc lạ lắm, bánh bèo lắm, đằng sau như vậy cho em nha. Rất là độc lạ, rất là bánh bèo. Cực kỳ bánh bèo như vậy cho em. Chị nào eo 74-75, eo 75 đổ về lên em số 22. 150.000 miễn ship tận nhà lên mã số 22 cho em, là có đơn 22 cho em. 150.000 số 22 nè. Trời ơi, xinh quá, trời ơi, mấy chị ơi, con nào nó cũng xinh đó mấy chị. Con nào nó cũng xinh, cũng độc lạ hết. Con này eo 70-74. Eo 70-74 cho em, vai chồm, vai chồm ra, vai chồm ra như vậy. Chất vôn mềm mềm mại luôn con này. Cái eo đó là khi mà mấy chị mặc lên dáng mà nó cực kỳ đẹp luôn nha. Mặc lên dáng nó như vậy cho em nha, rất là đẹp. 21 rất là sang như vậy luôn. Đó. 22 đây chị Nguyễn Nga. Con này eo 70-74. Chị Nguyễn Nga và tin nhắn Messenger cho em xin này, số điện thoại và địa chỉ comment trên like nha chị Nguyễn Nga. Con này mã số 23 cho em. Eo 70-74 lên dáng, trời ơi nó sang cực kỳ dễ thương như vậy nha. Mã số 23, 150.000 miễn ship size 3 nè. 23-23 rồi em qua con này. Con này eo 78-80, một con dáng bánh lum. Em quay về số 1 nha, dáng bánh lum cho em. Đây đằng sau nè, bánh lum như vậy nè. Đấy, âu xòe ra như vậy, cực kỳ đẹp cho em. Chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về lên mã 1. 150.000 miễn ship tận nhà, được kiểm tra hàng số 1 cho em. Số 1 cho em nè. Wow, con này yêu quá. Một con màu hoa nhí cực kỳ dễ thương. Eo 80-84, hoa nhí cổ vét như vậy, cài cốt từ trên xuống dưới, có dây cục eo gút vô, đẹp quá mấy chị ơi. Màu hoa nhí xịt tay độc lạ như vậy nha. Chị nào eo 80-84 lên em số 2 cho em, 150.000 miễn ship tận nhà, được kiểm tra thoải mái lên số 2 cho em. Số 2, số 2. Chị còn xem trên like không ạ? Chị bảo tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ nữa chị ơi. Rồi con này ghen, con này eo 74-76 nha mấy chị. Cái này là ghen nha, mi ghen này là số mới tinh nha. Mới tinh như vậy nha, ghen nha, mới tinh không xù không đổ lông nha. Mặc vô dáng là âu xè, phải nói là cực kỳ đẹp như vậy cho em nha. Đi làm con sổ cũng được nha mấy chị. Chị này eo 74-76, eo 76 đổ về mã số 3. Mã 3, 150.000 miễn ship số 3 cho em. Số 3, số 20 đây. Con này là số 20 của em nha. Con này hoa nhí nha, cái cổ siêu dễ thương như vậy. Cái tay rất là bánh bèo như vậy luôn, có chung coi giãn. Mặc vô dáng xè âu như vậy. Con này eo 78-80 nha. Con này mã 20 đó, eo 78-80, 150.000 cho em miễn ship nè. 20 nè. Rồi em có một con màu tím. Một con màu tím đẹp quá mấy chị ơi. Siêu tiểu thư luôn đây. Rất là tiểu thư, rất là bánh bèo như vậy. Con này eo 74-76, eo 76 đổ về nha. Có chung qua giãn đây luôn nè. Đó mặc vô, trời ơi nó đẹp quá mấy chị ơi. Con này lên em số 4 cho em, 150.000 miễn ship. Eo 74-76, eo 76 đổ về mã 4. 150.000 sở hữu con này cực kỳ đẹp. Màu tiểu thư rất là sang. Số 4, 150.000. Rồi em qua con này.
Con này E84-90, E90 đổ về. Con này là một con size to, E90 đổ về. Cái dáng suông, sơ mi suông, nha cài cúc từ trên xuống dưới. Đó, chị nào thích làm phong suông thì thích làm suông. Chị nào thích làm phong rộng hoặc là làm sơ mi cài cúc qua dấu quần này làm nha. Con này đặc biệt có túi cho em, có túi hai bên. Chị nào E84-90, E90 đổ về lên em số 5. Mã 5, 150.000, miễn ship nha, được kiểm nhà số 5, 150.000. Số 5 dẹp. Số 5 rồi, qua con này. Một con Babylon, một con Babylon chất von cực kỳ mềm mại, tem hàng hiệu cực kỳ sang như này, nhãn Babylon nha. Con này eo 76 đổ về lên em số 6. 150.000 miễn ship, giặt sạch sẽ rồi, thắng thiêu rồi, miễn ship tận nhà, được kiểm tra luôn, chất von mềm mại luôn, hai lớp, mã số 6 cho em Babylon nha. Số 5 là chị Bin Thanh Thúy. Eo 76 đổ về, mã số 6 cho em. Mã 6 cho em Lê Mỹ Huyền, bạn dừng ngoài luôn. Bạn dừng hả? Ê, lấy chỗ cái điện thoại coi được không em? Có bị như con nó có bị gì không? Rồi con này eo 78 đổ về, con này mã 7 cho em. Ở mấy chơi mấy chị có xem em được không mấy chị? Xem được chấm chấm bài thả like thẻ, thả tim cho em với. Con bạn có bị gì không mấy chị ơi? Xem được mấy chị, xem được chấm chấm bài thả tim thả like cho em với. Chấm chấm bài cho em với mấy chị. Em không biết là có xem được không nữa. Em đang không biết là có xem được không, em sợ nó bị đứng. Rồi con này xinh quá. Con này eo 78 đổ về cho em. Wow, cái gỗ VIP chưa? Cài cúc từ trên xuống dưới như vậy nha. Cái dáng suông, cái dáng nó suông xuống như vậy cho em, xòe âu cực kỳ đẹp. Chị này eo 74, 78 đổ về lên mã 7 cho em. Mã 7 cho em 150.000, miễn ship số 7 150.000. Mã 7 xem tốt em, dạ rồi. Dạ, em sợ mạng nó bị đứng, mấy chị không xem được ấy. Quá, wow, một cái bánh lâm yêu quá. Một con bé lâm yêu quá, eo 74, 78 cho em. Dạ rồi, ok mấy chị nha. Rồi con này eo 74, 78 đổ về nha, dáng bánh lâm đó mấy chị. Đẹp lắm, đây, đằng sau nè. Dạ, sang chưa? Trời ơi, âu nó xòe ra như vậy, nó hơi bị VIP luôn. Chị nào eo 74, 78 đổ về lên em mã 8 con này nha. 150.000 miễn ship tận nhà cho mấy chị luôn, về được kiểm tra cho em mã số 8. Số 8 cho em. À, con này là một con gì đây? Một con body nha. Một con body hơi bị VIP cho em. Eo 65-72 cho em. Eo 65-72 nha. Còn mới nguyên tem mà mấy chị, 2-3 cái tem luôn nè. Body cho em đuôi cá đưa, trời ơi nó sang. Chị nào eo 65-72 lên mã 9 cho em. 150.000 miễn ship cho mấy chị, về được kiểm tra số 9 cho em. Số 9 đẹp quá. Body sang quá, số 9 cho em nè. Số 9 body phải nói là rất là dễ thương luôn rồi. Một con xịt tay. Con này eo 65 nha. Eo 65 cho em thôi nha mấy chị. Eo 60-65 thôi nha, size bé đó nha. Eo 60-65 á, trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, nó VIP lắm, xẻ tà lên này cho nó sang nè mấy chị. Con này số 10 cho em 150.000 miễn ship luôn, eo 60-65 luôn, em nói xẻ tà. Con này mấy trăm ngàn một con á, nhưng mà em bán cho mấy chị 150.000 miễn ship là chị nào nhanh tay được nha, mặc đi tiệc cho em, mặc đi tiệc cực kỳ sang, rất là VIP luôn. Số 10 cho em. Trời ơi, con xịn sò mà. Số 5 phút nữa chị em cho em số điện thoại để chị ơi tin nhắn messenger, em xin phép xả đơn chị nói. Rồi con này là một con nhá suông cho em. Eo 84-90, E90 đổ về suông nha, phong suông nha. Phong suông như vậy là đó, chị nào thích phong suông như vậy là chốt cho em lại, rất là sang luôn. Cái tay nè đẹp lắm, chất này. Chất này em phải nói là bao phê cho mấy chị. Chị nào eo 90 đổ về lên em mã số 11. 150.000 miễn ship tận nhà, mã 11, 150.000 số 11 cho em. 11 cho em nè. Trời ơi, con nào nó cũng dễ thương hết. Wow, con này đi tiệc cho em phê. Con này eo 65-68 nha, eo 68 đổ về nha, đi tiệc hơi bị phê luôn cái cổ nè. Quá trời rồi mấy chơi. Đây, nó xòe ra như vậy cho em, bao phê cho mấy chị. Con này lên em số 12, mã 12 cho em. 150.000 miễn ship số 12, eo 65-68, con này 300-400 ngàn một con nha. Mã số 12 cho em. 300-400 ngàn một coi, em bán cho mấy chị có 150.000 á, mấy chị nhanh tay lên. 12, chị Lê Mỹ Huyền. Rồi con này eo 80-84. Con này còn mới nguyên tem, một đùm tem như vậy luôn. Đó, eo 80-84 cho em. Đó, cái dáng nó sẽ suông xuống như vậy cho em, sát đất như vậy, mặt rất là mát. Chị nào size to, eo 80-84 lên mã 13. 150.000 miễn ship số 13 cho em. 150.000 mã 13 nha, eo 80-84 nha. 13, trời ơi, con nào cũng đẹp á mấy chị ơi, cầm em nó chỉ có ghiền thôi mấy chị. Rồi con này là một con sơ mi phom rộng. Sơ mi phom rộng hoặc sơ mi phom rộng cài cúc từ trên xuống dưới như vậy. Đó, sơ mi rất là sang.
Chị nào thích làm sơ mi thì làm, chị nào thích mặc đầm thì làm, chị mà thích mặc dấu quần thì dấu quần cho em, cái màu rất là đẹp nè. Eo 7880 cho em con này nha, con này mã số 14 nha. Eo 7880 mã 14, 150.000 miễn ship số 14 cho em con này. Eo 7880 mã 14 cho em. 14 14 cái màu nó yêu quá đúng không mấy chị, cái màu nó cực kỳ dễ thương luôn. Rồi. Con này eo 7880 luôn, con này số 15 nè, con này cũng sơ mi phơm gọng, sơ mi cài cúc nè, sơ mi dấu quần nè, mặc rất là sang, có túi nè, kẻ sọc, mặc không bao giờ lỗi thời, mặc hơi bị vip luôn. Chị này eo 7880 nè, lên mã 15, 150.000 miễn ship con này số 15 cho em, 150.000. 15 15 cho em. 15 rồi. Một con đầm đen công sở eo 70-74. Đầm đen đi làm công sở nhưng mà vip lắm đây nè. Toàn bộ chỗ này mấy chị thấy không, hơi bị phê nha. Đó, đầm đen đi làm công sở eo 70-74. Chị nào thích con đầm đen này không nhất thiết lại làm công sở đâu, mấy chị mặc đi đâu cũng được hết. Eo 70-74 lên em mã 16, 150.000 miễn ship số 16 cho em. 16-16 150.000 cho em nè. Đẹp quá mấy chị ơi, con nào cũng yêu hết mấy chị. Con nào cũng nói, em nói nó cũng sang hết mấy chị ơi. Rồi. Con này eo 78-80 nha. Con này chất thun lạnh co giãn, mát lạnh mát cười, mặc như không mặc nha. Có chung co giãn bên dưới xề ra đẹp như vậy. Chị nào eo 78-80 lên em số 17 cho em con này. 150.000 miễn ship số 17 nha, co giãn mát mẻ nha. Mã 17 eo 7880 số 17 nè. Trời ơi con này nó vip lắm mấy chị ơi. Long Vũ. Long Vũ Long Công đó mấy chị, eo 70-74 cho em. Trời ơi em nói con này mặc phải nói, mặc linh dáng là phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Bên dưới là một cái giàn mà em nói Long Vũ Long Công họa tiết gì dưới chân nè. Đây cực kỳ đẹp như vậy luôn nha. Con này mã 18 cho em. Eo 70-74 mã 18, 150.000 miễn ship tận nhà cho mấy chị luôn. Số 18 hơi bị phê, phê lắm. Em nói con này rất là phê luôn. 18 150.000 cho em. Wow con này chất lụa nha. Con này chất lụa hơi bị vip nha. Eo 7880 nha. Chất lụa phải nói là hơi bị vip, cực kỳ vip như vậy luôn. Chất lụa rất là xịn như vậy. Chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về lên em mã 19, 150.000 miễn ship tận nhà số 19 như con này. 19-19 chất lụa xịn cho em. 19-150.000 số 19 cho em. 19-19 rồi. Em qua con này. Wow con này bánh mèo bánh ơ gì đây, gớt vai gớt ơ đây, chất phong nhắn mềm mại đẹp đây. Eo 70-74. Eo 70-74 cái tay nè, gớt vai gớt ơ nè, gớt vai gớt ơ xuống như vậy, có chung coi giãn nè. Đây âu xè ra như vậy cho em nè, quá xuất sắc luôn, chất form mềm hai lớp nha. 19 thì chị Phạm của anh Linh. Chất form mềm hai lớp như vậy. Anh Linh vào tin nhắn Messenger cho em xin nghe số điện thoại và địa chỉ con lên trên like nha chị Phạm Linh. Rồi chị nào eo 70-74 lên em mã 20, 150.000 miễn ship chất form mềm hai lớp số 20 cho em. Màu đen sang quá. Số 20 phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Rồi em qua con này số 21, con này là một con dáng suông. Một con phải nói là sơ mi cài cúc từ trên xuống dưới dán suông. Eo 90-100, eo 100 đổ về bên đằng sau là dập ly nè. Toàn bộ là dập ly mấy chị thấy không, hơi bị phê nha. Trời con này đẹp lắm mấy chị. Con này lên đây mã số 20 nha. Con này mã số 21 nha, con này mã số 21 cho em. 150.000 miễn ship, eo 90-100, eo 100 đổ về mã 21 cho em. Bao đẹp luôn con này, phải nói là bao đẹp, dán suông bao đẹp luôn. Số 21 cho em 150.000. Mã 21 chị Lê Mỹ Huyền. Rồi cái này em quay về số 1 đi, quay về số 1. Chị Phan Linh ơi, chị vào tin nhắn xin cho em đầy đủ số điện thoại và địa chỉ rồi em mới chốt máy tiếp theo cho chị nha. Tiểu thư quá eo 7476. Tiểu thư quá eo 7476, eo 76 đổ về. Cổ rất là tiểu thư. Chất gan rất là mềm mại, siêu đẹp luôn. Trời ơi, gan mà em nói không xù không đổ lông bao tiểu thư. Con này em quay về mã 1 cho em. Mã 1 150.000 miễn ship eo 7476, eo 76 đổ về số 1 nha. Đẹp lắm mấy trời, bánh đèo lắm. Số 1 cho em. Số 1 cho em. Rồi em qua con này eo 7880 số 2 nè. Eo 7880 số 2 cho em nè. Ở trên này là chất thun lạnh cho em nha, mát rượi mát lạnh nha. Thun lạnh rất là co giãn nha. Bên dưới là xòe âu như vậy nha. Trời ơi bánh đèo lắm mấy chị, con này mặc sang, mặc dễ thương. Mặc cái quần đùi là phải nói là bao phê cho mấy chị luôn. Chị này eo 7880 lên em mã số 2. Mã 2 cho em con này 150.000 miễn ship tận nhà cho mấy chị luôn. Về được kiểm tra hàng số 2 cho em. Mã 2 150.000. Số 2. Rồi wow con này yêu quá. Con này eo 84-90. Con này có hai cái túi như vậy cho em. Hai cái túi hai bên. Đây
hai cái túi hai bên như mày, eo 84-90 cho em. Wow, VIP chưa? Size to đó, eo 90 đổ về đó, con này lên số 3 cho em. 150.000 Mỹ ship tận nhà, số 3. Số 3 cho em nè. Rồi một con nhúng nha mấy chị, con này là một con nhúng giống em đang mặc nè. Nhúng vô như vậy à, giống em đang mặc là nhúng nè mấy chị. Nhúng này rất là thoải mái nè, con này eo 90 đổ về luôn, size to luôn, eo 90 đổ về luôn, đẹp lắm. Trời ơi, chị đang thích con này lên em mã 4 nha. 150.000 Mỹ ship cho 4 cho em. Đây nhúng giống em đang mặc, nó mặc mát lắm, mặc nó thoải mái luôn, mã 4 150.000. Số 4, eo 90 đổ về nha. Rồi một con màu hoa nhí cực kỳ đẹp, đưa cá đưa ơ. Eo 74-76 nha mấy chị. Eo 74-76, eo 76 đổ về cho em con này. Eo 76 đổ về. Chiếc voan mềm mại bánh bèo, tay tay siêu dễ cưng. Tay siêu cưng như mày, bên dưới đưa cá đưa ơ cực kỳ đẹp như mày. Chị này eo 74-76, eo 76 đổ về lên em số 5. Mã 5, 150.000 miễn ship tận nhà, được kiểm tra số 5 cho em. Số 5 đưa cá đưa ơ sang quá. Mẫu dễ thương quá mấy chị. Rồi con này eo 78-80 cho em, chất von luôn. Chất von rất là mềm mại luôn, màu hoa nhí như vậy, mà già trẻ lớn bé gì mặc được hết nha. Có chung qua giảng đằng sau, đằng trước là eo chết nè. Đằng sau này có eo chung qua giảng nè, âu à, cực kỳ xòe. Trùng âu xòe là bao rộng luôn. Chị nào eo 78, eo 78-80, eo 80 đổ về lên em mã số 6. 150.000 Mỹ ship số 6 cho em con này, 150.000 mã 6 nha. Mã 6 cho em nha. Mã số 5 thì chỉ có quân đoàn. Mã số 6 cho em nè. Wow, con này là một con sơ mi đó mấy chị. Một con giá sơ mi nha. Sơ mi này eo 78-80 nha. Trời ơi, cargo sang lắm mấy chị ơi. Mặt không bao giờ lỡ thời, cài cúc từ trên xuống dưới nè. Mã số 6 đó chị Thanh Linh. Mấy chị làm sơ mi phông rộng hoặc là mấy chị làm mặc sơ mi giấu quần, trời em nói cực kỳ đẹp, làm đầm cực kỳ sang. Eo 78-80 lên mã 7 cho em. Con này mã 7, 150.000 miễn ship số 7 cho em. Sơ mi VIP quá, cái màu cực kỳ đẹp luôn, số 7 cho em. Số 7, 150.000 miễn ship, eo 78-80 mã 7 nè. Rồi em qua con này, một con lụa body. Con này là một con lụa, chất lụa mà phải nói là body nha. Lụa body cực kỳ VIP nha. Eo 65-70 CS dáng body. Xẻ tà nè. Chất lụa này VIP lắm, VIP nhất trong cái dòng lụa luôn. Chị nào eo 65-70 CS lên em mã 8. 150.000 miễn ship số 8 cho em. Số 8 nè. Rồi con này xinh quá. Con này đọc lại dễ thương quá. Con này eo 65-72. Đây nơ ơ như vậy cho em nha. Dáng body có túi hai bên nè. Ơi, nó dễ thương quá. Nó dễ thương VIP như vậy. Chị nào eo 65-72 lên em số 9 cho em con này nha. Mã 9, 150.000 miễn ship, độc lạ sang, mã 9 cho em, 150.000. Số 9, em số 572. Wow, con này là một con, em nói trời ơi, cái chất này mấy chị thấy không? Chất này em nói trời ơi, lấp lánh, kim tuyến, kim sa, VIP chưa, bên dưới đuôi cá được ơ như vậy. Con này đi tiệc nha, con này dạng dạ hội đi tiệc mà cực kỳ đẹp nha. Số 9 thì chị Mai Nguyễn Quỳnh. Con này eo 78-80, mã 10, 150.000 miễn ship số 10, dạ hội đi tiệc. Dài làm dạ hội, bên dưới là đưa cá đưa ơ, hàng hiệu luôn. Hàng hiệu như vậy luôn, đi tiệc rất là sang. Con này lên em mã số 10 cho em, 150.000 miễn ship, eo 78-80. Số 10. Số 10 đẹp quá rồi, em qua con khác. Trời ơi, em qua con khác nha mấy chị, màu nó yêu quá đi. Con này là một con dáng Vin rất là đắt tiền, con này 350 một con, nhưng mà em bán cho mấy chị đồng giá 150.000 để chị giúp em được chia sẻ, để chị mua về có lọc đây. Eo 70-74 lên mã 11 cho em nha. Eo 70-74 mã 11, 150.000 miễn ship luôn, có lót bên trong, xịn như mày. Dán viên đắt tiền mã 11, 150.000 miễn ship số 11 nè. 11 cho em, rồi em qua con này. Con này cưng quá, con này eo 74-76, eo 76 đổ về nha. Con này giá sang lắm mấy chị, đây. Nơ ơ như mày, có chung có giãn cái tay bao đẹp, trời ơi dán nó dài xuống, hơi bị VIP luôn. Con này phải nói là hơi bị VIP luôn. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về 12, 150.000 miễn ship số 12 cho em. 12 cho em nha. Rồi em qua con này, trời ơi dễ thương quá đi. Cái màu sọc sang, cái tay bánh mèo rất là đẹp luôn. Chị nào eo 78-80 lên em số 13. 150.000 miễn ship số 13, bao đẹp cho mấy chị, chất vôn mềm mại. Mã 13, 150.000 miễn ship cho em. Rồi một con màu xanh chấm bi độc lạ quá.
Sơ mi sọc đỏ eo 82 vừa không? Dạ không nha. Sơ mi sọc này là eo 80 thôi nha chị ơi. Eo 78 80 thôi nha, eo 82 không vừa. 12 đấy chị Diệp Anh Vũ. Đọc lão chị, chưa? Chị Diệp Anh Vũ và đi nhắm Messenger cho em xin đưa cá đi ơ. Và đi chị không có trên like nên chị Diệp Anh Vũ. Đưa cá đi ơ. Con này số 14. 13 đấy chị Trang Vạn. Eo 90 100. Eo 100 đổ về size to. Chị nào size to lên 14 150 ngàn miễn ship luôn. Đọc lạ cho em mã số 14 cho em. 14 nè, con nào cũng sang mấy chị ơi. Đây con này cũng VIP nữa nè. Con này là một con dáng body đi tiệc buffet màu cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi. Con này eo 65-70 size S cho em. Eo 65-70 size S. Trời ơi, nó VIP lắm mấy chị ơi. Lên mã 15 cho em. 150 ngàn miễn ship tận nhà, được kiểm tra hàng cho em. Body vơ hơi bị VIP luôn. Eo 65-70 size S số 15 nha. Em chào chị Nguyễn Thơm nha. Chào chị Nguyễn Thơm. Chào toàn thể tất cả các chị đang xem live nha. Đó, hôm nay em like đầm viên nhật có mấy chị, mỗi mẫu có còn là độc quyền lắm, sang lắm, giặt sạch sẽ cho mấy chị rồi, ủi thẳng thiêu rồi luôn nha mấy chị, giặt sạch sẽ luôn rồi, mỗi mẫu một con thôi, rất là đẹp luôn. Rồi con này eo 80-85 cho em, sát nát nè, nhưng mà xuống dưới là nó eo chết, nó xuống xuống như vậy cho em nè, mà cứ là đẹp luôn. Chị nào mà size to eo 80-85 lên mã số 16 cho em, mã 16, 150 ngàn miễn ship số 16 cho em, eo 80-85. 16 16. Rồi em chào chị Trần Thị Xuyên nha. Chào chị Xuyên. Rồi con này xinh quá. Con này eo 80-84. Eo 80-84, cái này là chất thun lạnh. 16 đó chị Phương Nguyên. Cái này là chất thun lạnh cho em, mát rượi, mát lạnh, mặc rất là thoải mái, mặc rất là sang. Eo 80-84, con này mã 17 cho em. Mã 17 nha, 150 ngàn mỹ ship rồi. Mấy chị thấy cái màu sang không? Siêu đẹp luôn, thun lạnh mà. Mã 17, 150 ngàn mỹ ship cho em, eo 80-84. Số 17 rồi, một con tiểu thư bánh bèo. Một con siêu tiểu thư bánh bèo, cái cổ quá trời quá đất bánh bèo như này. Tay mày mới cái tay siêu vòng ra luôn nè. Eo 74-76, eo 76 đổ về, con này mã 18 cho em. Mã 18, 150 ngàn miễn ship. Đó tiểu thư cổ này, mấy chị thấy không? Bánh bèo không? Đó lên mã 18 cho em nha, 150 ngàn, eo 74-76, eo 76 đổ về. Wow, con này là một con thun lạnh. Con này là một con thun lạnh, eo 90 đổ về cho em. Thun lạnh nha mấy chị. Thông lạnh nha, mát lạnh, mát gửi, mặc như không mặc luôn, thông lạnh rất là thoải mái luôn. Cái form nó xuôi xuôi xuống như vậy cho em, mặc rất là đẹp. Chị nào eo 90 đổ về lên em mã 19, 150 ngàn miễn ship số 19 cho em. 19 cho em nha mấy chị ơi, trời ơi con nào nó cũng VIP hết mấy chị ơi. Đây lên một con nhám Vin đi. Một con nhám Vin hỏa tiết thổ cẩm hoàng gia hoàng ơ. Đây nha mấy chị, hỏa tiết thổ cẩm hoàng gia hoàng ơ, nhám Vin, trời ơi nó đẹp. Bên trong Vin thì bên trong tất nhiên là có chiếc lót lụa xịn như vậy, đúng không mấy chị? Lót lụa rất là xịn. Chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về lên mã 20. 150 ngàn em miễn ship tận nhà cho mấy chị luôn, số 20, 150 ngàn. Mã 20 cho em. 19 với chị Hoa Linh. Rồi con này đẹp quá. Con này eo 65-72. Trời ơi chỗ này theo nè mấy chị. Chỗ này nó theo như vậy nè. Vai nó cánh dơi xuống như mày, có chung qua giảng. Bên dưới là cái phần này là body nha, xẻ tà đằng sau. Bên dưới là phần body xẻ tà. Rồi con này eo 65-72 cho em lên mã 21. 150 ngàn miễn ship số 21 luôn. Dán body xẻ tà, cánh dơi cánh nơi, cái màu cực kỳ đẹp. Số 21 cho em 150 ngàn. Wow, con này bao phê, con này là một con phơm suông. À không, cái này con này cũng dạng body với mấy chị. Nó suông xuống cái body xẻ tà như vậy cho em nè. Trời ơi, cái màu yêu lắm. Con này eo 74-78, eo 78 đổ về, con này mã 22 nha. 150 ngàn miễn ship số 22 cho em nha mấy chị. Dạng nó cũng body nó sẽ ra như vậy nè. Đó cưng lắm, trời ơi dễ thương lắm. Mã 22, 150 ngàn miễn ship cái màu này cho em. Số 22 cho em. 22. Rồi con này là một con dáng Vin rất là đắt tiền, cánh dơi cánh nơ nha. Eo con này là 78-80 cho em. Cánh dơi cánh nơ, có chung qua dáng, dáng Vin đắt tiền nha. 350 một con này, không ai bán 150 ngàn như em đâu. Chị nào eo 78-80 lên em mã 23, 150 ngàn miễn ship tận nhà, số 23 dán Vin. 23, 150 ngàn miễn ship cho em. Rồi, con này cái màu yêu thế. Trời ơi, con này độc lạ lắm, đeo nha mấy chị. Trời ơi, con này giống như cái chiếc áo khoác khoác vô nè. Đó, kiểu như chiếc áo khoác khoác vô như vậy cho em nè. Con này rất là độc lạ nha. Chị nào eo 78-80 nào lên em số 24, 150 ngàn miễn ship số 24 cho em. Chất thun lạnh, mát rửa mát lạnh, mà độc lạ nữa chứ. Đây, chiếc áo như vậy nó khác vô, trời ơi nó sang. Mã 24, 150 ngàn mỹ ship, eo 78-80 cho em. Số 24 cho em nè.
Rồi em quay về số 1 nha mấy chị. Cái này em quay về mã 1 cho em. Quay về số 1, wow đẹp quá. Cái màu sang. Trời ơi, âu xè cực kỳ đẹp luôn. Rất là xịt tay luôn. Chị không được nha, chị Trần Ngọc Tâm ơi. Eo 74-78, eo 78 đổ về mã 1, 150.000 miễn ship cho em. Có dây gút eo vô nè. Bên dưới nó xòe ra như vậy cho em nha mấy chị. Trời ơi, cái màu này nó xòe ra sang lắm mấy chị ơi. Phải nói là bao sang, cực kỳ sang như vậy. Con này lên em số 1, 150.000 miễn ship mã 1, eo 74-78, eo 78 đổ về nha. Mã 1 độc lạ. Số 1, số 1 cho em rồi, con này số 2. Con này eo 78-80. Theo, à phải theo. Mà ở dưới đây, trời ơi, vàng hoa chân hơi bị vip như vậy cho em. Cái màu này, cái dáng nó suông xuống như vậy cho em, mà cái màu phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Chị này eo 78-80, eo 80 đổ về lên em mã 2. Số 2, 150.000 miễn ship tận nhà luôn, được kiểm tra số 2 cho em là có đơn mã số 2 con này nha. Số 2 sang quá. Mã số 2 nó sang, mà nó xinh. Wow, con này là một con size to. Con này là eo 90-94, một con size to. Đây, cực kỳ đẹp. Ở dưới là dàn hoa chân. Đây, cái giá nó sẽ suông xuống như vậy cho em. Size to nha. Số 2 là chị Nguyễn Ngoan. Chị nào mà eo 90-94, eo 94 đổ về lên số 3, 150.000 miễn ship cho mấy chị luôn. Số 3, 150.000 cho em. Số 3, số 3. Wow, cái này cái màu gì mà nó yêu quá đi. Con này chất thun lạnh cho em. Thun lạnh mát gửi mát lạnh mặc như không ạ. Số 1 là chị Thanh Nhàn. Ôi ôi nó vip lắm mấy trời. Chị Thanh Nhàn vào đến nhà Messenger cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ không trên like. Nó phải nói là rất là vip. Con này số 4 cho em. Số 3 là chị Lê Đinh. Con này mã 4 eo 78-80 cho em số 4 nha. 150.000 miễn ship cho em. Màu phê không? Màu beo vip không? Đắt tiền lắm nha. Em nói là chất thun lạnh mát gửi mát lạnh luôn. Chất thun lạnh co giãn. Ở dưới là âu bao phê mã 4, 150.000 mỹ ship eo 78-80 số 4 cho em. Đẹp quá. Chất vân rất là mềm mại luôn. Wow, con này cưng. Con này siêu cưng luôn, có dây đai luôn nè. Có dây cột đai vô nè, biết không? Con này eo 84-90 cho em, eo 90 đổ về nha, eo 90 đổ về cho em. Đây nha mấy chị. Cài cốt từ trên xuống dưới như vậy, chất lụa nha. Con này là chất lụa rất là xịn nha, xịt tay rất là sang như vậy nha. Có dây cột eo. Chị nào mà thích cột vô tấm vô như vậy thì ra dán pin cho em rất là đẹp. Chị nào eo 84-90, eo 90 đổ về con này số 5 cho em. 150.000 miễn ship số 5 nha, màu hoa nhí. Số 5, số 5 cho em. Đẹp quá, con nào cũng đẹp hết mấy chơi. Em lên con này. Con này là một con dạ hội đi tiệc. Eo 65-70 size S. Số 2 hết rồi. Số 2 em hết rồi. Rồi con này 65-70 CS cho em. Dạ hội đi tiệc nha. Phê lắm. Màu đỏ hơi bị vip luôn. Đã vậy nó còn xẻ tài ra nè. Cực kỳ đẹp như vậy cho em. Con này mã số 6 cho em. Eo 65-70 mã 6. 150.000 miễn ship dạ hội đi tiệc bao phê cho mấy chị. Số 6 cho em. Số 5 là chị Thảo Mai. Số 4 là con này chị Ngọc Dị Phạm. Con này nha chị ơi. Con này là eo 78-80 nha. Con này là chất thun lạnh nha. Cổ đẹp lắm, sang lắm, mát gửi mát lạnh mặc như không mặc. Ở dưới là xòe âu như mày rất là sang. Con này số 4 nha, con này là mã 4, 150.000 miễn ship số 4 là con này mới chở chốt liền đi. Con này mới lắm, sang lắm. Số 4 nè. Rồi con này là một con gang body. Một con chất gang body. Đây nó có muốn ngược sẵn luôn. Trời ơi đẹp quá, gang body. Eo 65-72, pha hê chưa. Đằng sau xẻ tài, em nói mấy chị thấy nó mới không? Nó mới như vậy mà không xù không nổi lòng mà em nói nó mới, nó thẳng em giặt sạch sẽ ủi thẳng thiêu là vip như vậy nè. Con này mã 7 cho em nha. Con này mã số 7 cho em. Mã 7 eo 65-72 mã 7, 150.000 miễn ship số 7 cho em. Số 7, số 7. Áo màu xanh số 4 hả? Em chứ áo màu xanh nào hết rồi, em chỉ có như vậy thôi. Số 4 của em là con nói đó. Số 7. Số 7 là chị Nguyễn Thị Nga hết nè. Số 4 có nha. Số 4 chị Kim Minh nha. Chị chắc là chị Ngọc Dị Phạm không có lấy đâu. Chị lên áo màu xanh, mình lên số 4 là con này mà. Rồi con này mã số 8. Số 4 là chị Kim Minh. Eo 74-76, eo 76 đổ về. Số 8 cho em. Cực kỳ đẹp. Đó, sang như vậy đó. Mã 8, 150.000 mỹ ship. Eo 74-76, eo 76 đổ về nha. Rất là đẹp nha. Mã 8 cho em, 150.000 mỹ ship nè. Rồi con này là một con giám viên họa tiết thổ cẩm hoàng gia. Ôi, rất là đẹp. Eo 78-80 giám viên là có chung co giãn như vậy hai bên bên trong. Viên thì bên trong lót lộ xịn như vậy rồi đó, đúng không chị? Chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về mã 9, 150.000 miễn ship số 9 cho em, 150.000 nha, giám viên đắt tiền nha. Mã 9 cho em.
Rồi em ba con này, wow, độc lạ thế. L80-84 con này sang hàng hiệu nè, còn mới nguyên tem đây. Còn mới nguyên tem hàng hiệu đây. Đó mấy chị thấy không? Phải nói là con này mặc vô là chị Phương Nguyên. Mặc vô như vậy là phải nói là cực kỳ độc lạ luôn. Đó âu xè ra sang như vậy luôn. Chị nào L80-84 đổ về mã 10, 150.000 miễn ship số 10 cho em. Số 10 150.000 cho em. Rồi em qua con này, trời ơi một con yếm nha. Con này là một con yếm cho em nha, L90-94 luôn, con này dáng yếm. Yếm mấy chị thích mít giá thun mã sơ mi đều được. Còn mấy chị mà thích đi làm công sở. Chị Kim Minh. Chị nào mà thích đi làm công sở, đi làm công sở đúng không? Mình mặc vô như vậy xong mình khoác một áo khoác vest bên ngoài đi làm công sở nó mát cũng được. Rồi chị nào mà thích làm yếm mít giá thun thì mình mít vô size to cho em. L90-94 luôn, L94 đổ về luôn mã 11 nha. Mã số 11 150.000 miễn ship mã 11 cho em con này 150.000. À, chị Ba Gia Bến Tre, chị vừa nhận được hàng rồi, đẹp quá, cảm ơn em. Cảm ơn chị Ba Gia Bến Tre rất là nhiều nha, em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị, cảm ơn chị, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi 11 cho chị Lê Mỹ Huyền. Con này L90, L84-90, L90 đổ về. À, cái này là chất thun lạnh mát rượi, rất là co giãn, có dây rút eo. Bên dưới là đôi cá đôi ơ như vậy. Chị nào mà size to L84-90, L90 đổ về lên mã 12, 150.000 miễn ship số 12 cho em. 12 cho em nè. Rồi con này là một con theo nha mấy chị. Theo nha, con này là dán body luôn mấy chị. Chỗ này là theo nè. Toàn bộ này là theo hết nguyên cái đầm luôn. Em nói nội mà tiền công theo này 150.000 mà sao mà mua được đây. Dán bếp lông xinh như vậy luôn. Con này mặc sang lắm. Chị nào L65 nha, 60-65 nha, mã 13, 150.000 miễn ship số 13, L60-65 mã 13 cho em. Rồi cái con này cưng quá đi. 13 đây chị Nguyễn Thị Nga hết rồi. Con này L74-76 đổ về, cái cổ bao phê như vậy. Có chung co giãn như vậy, màu cực kỳ sang luôn. Trời ơi con này em có 3-4 con luôn á mấy chị. Em nói là nó có nguyên mấy cặp luôn á, nó sang lắm mấy chị ơi. Chị nào mà mua về bán á mấy chị, mua về cho nó chung màu nè. Đấy em có hai cái luôn. Đẹp quá, hồi nãy có con cái đâu nữa ta, hay là nó lòi đâu. Đây. Trời ơi. Nhiều màu lắm, có nguyên cặp luôn, dễ thương lắm. L78 đổ về nè, trời ơi sang chưa, có 3 cái luôn nè, các chị nào lấy cặp không? Cưng quá đi, để em để qua đây. Đẹp quá. L76 nè, con này L76 tay dài nha, con này L76. L74-76 đổ về, con này lên em mã số 14 đúng không? 14 đi, chưa có 14, 14, 150.000 miễn ship nè. Rồi con này số 15 nè, con này L74-78, L78 đổ về nè, y chang vậy luôn. Số 15, 150.000 miễn ship, có chung qua giảng nè. 15 nè. Rồi con này L78 đổ về luôn, trời ơi cái màu nè, đỏ sang lắm. Con này số 16 nha, 150.000 miễn ship số 16 cho em. 16 sang quá. Con nào cũng xinh đó mấy chị ơi. Trời ơi con này mặc mát nè. Con này mặc mát cho em sát nách, giống em hay mặc cứ là mát nha. Con này L78-80 cho em, có chung coi giảng nha. Kim Minh con mã số 10 đó chị ơi. Đây nó dài, nó xòe bên dưới ra như vậy, rất là VIP luôn. Con này mã số 17, 150.000 miễn ship L78-80, mã 17 cho em. À, giảng này mặc sang lắm luôn. Số 17, 150.000, sát nách giống em, mặc rất là mát luôn. 17, con này là một con dáng Vin. Một con dáng Vin rất là đắt tiền. L65-72, L65-72 dáng Vin. Cổ nơ như vậy, rất là đắt tiền luôn, Vin eo chết nha. Mặc lên dáng mà phải nói là cực kỳ sang như vậy nè, cực là đẹp như vậy luôn cho em. Trời ơi nó đẹp quá. Chị nào L65-72 lên mã số 18, 150.000 miễn ship số 18, L65-72 18 nè. Rồi con này phê lắm. Con này gớt vai gớt ơ phê lắm, L65-72 luôn. Gớt vai gớt ơ bên này gớt vai gớt ơ xuống như vậy. Có chung ở trên đằng trước là chết như vậy, đằng sau là có bao nhúng đằng sau như vậy nè. Trời ơi mấy chơi đỉnh đèo lắm. Xòe âu ra như vậy cho em rất là đẹp luôn. Chị nào L65-72 lên em mã số 19, 150.000 miễn ship số 19 cho em con này. 19, 150.000. 19 cho em, trời ơi con nào nó cũng dễ thương á mấy chị ơi. Rồi em qua con này nha. Con này L70-74. Một con dạng đầm đen công sở thiết kế cực kỳ đẹp. Chị nào L70-74 lên mã số 20 cho em. Mã 20, 150.000 miễn ship con này số 20 cho em. 20, 150.000. 20 cho em, đẹp quá. Trời ơi, con nào cũng sang đây, con này cũng rất là phê nè. Size to cho em nha. Chị nào thích địch cột dây đai vô thì cột, chị nào không thích thì để cho nó bơi ra xuống như vậy cho em. Con này size to nha mấy chị. Size to lắm, sang lắm.
eo 90-94 mã 21 150.000, miễn ship size 1 cho em. 21-21 150.000. Eo 90-94 rồi, con này là một con cái cổ bo nhúng. Cái cổ bo nhúng như vậy rất là tiểu thư bánh bèo. Cánh tay dài bồng xuống như vậy tiểu thư bánh bèo lắm. Có chung cơ giãn cực kỳ sang luôn. Đó đẹp như vậy. Chị nào mà eo 65-72 lên em mã số 22 nha. Mã 22 cho em 150.000, miễn ship số 22. 150.000. Eo 65-72, trời ơi hoa nhí quá trời và đất sang luôn. Mã 22 150.000. 22 cho em. Trời ơi con nào nó cũng xinh lắm mấy trời. Con này là em quay về mã số 1 nha. Con này em quay về mã 1. Con này là một con chất lụa rất là xịn dáng body. Họa tiết thổ cẩm hoàng gia hàng ơi. Đây vai cánh dơ cánh nơ như mày. Eo 65-72 nha. Dáng body như mày nha. Xẻ thà dưới cực kỳ đẹp luôn. Đắt tiền lắm nha. Con này rất là đắt tiền. Chị nào eo 65-72 lên đây mã 1. 150.000 miễn ship số 1 cho em. Số 1 150.000 miễn ship nha mấy chị. Về được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Con nào cũng đẹp, con nào cũng sang mấy chị ơi. Đẹp quá, con nào nó cũng xinh hết mấy chị. Con nào nó cũng tiểu thư hết. Con nào cũng tiểu thư bánh bèo hết. Rồi con này em lên một con yếm. Em lên con này là một con yếm nha mấy chị. Một con yếm cho em. À, mấy chị về mít giáo thun hoàng lão sơ mi nè. Đó, đẹp lắm. Eo 74-78, eo 78 đổ về luôn. Yếm nha. Yếm mà chân váy ra như xòe, chân váy ra như vậy nha. Mặt đẹp lắm. Chị nào mà eo 74-78, eo 78 đổ về lên em mã số 2 nha. 150.000 miễn ship số 2 cho em. Số 2 150.000. Wow, con này chất lụa xịn quá. Con này chất lụa rất là xịn luôn. Eo 84-90, eo 90 đổ về chất lụa hơi bị vip nha. Màu hoa nhí chất lụa. Đó, có dây cột đai. Đây nó có dây nè. Mấy chị ơi, chị nào mà thích cột á, giao vô nó có eo á thì cột vô. Chị nào thích bơi thì để nó bơi ra như vậy cho nó sang. Chị nào eo 84-90, eo 90 đổ về mã 3. 150.000 mỹ ship số 3. Eo 90 đổ về chất lụa nha. Số 3 cho em. Rồi, một con dáng viên. Eo 74-78, eo 78 đổ về dáng viên nha. Rất là đắt tiền. Họa thiết tàu cẩm hoàng gia hoàng ơ. Có chung cái giảng luôn, trời ơi. Đẹp lắm mấy chị ơi, dáng viên cho em. Chị nào eo 74-78, eo 78 đổ về lên em số 4. 150.000 miễn ship số 4 cho em. Số 4, 150.000 miễn ship rồi. Con này là theo nha mấy chị. Con này eo 65-70 CS nha. Theo nha, chỗ này toàn bộ là theo hết. Có tem mà còn mới nguyên tem, tem hàng hiệu như vậy. Trời ơi, cái tay nè. Bánh bèo lắm, tay bồng lắm. Chị nào mà eo 65-70 CS lên em mã 5. Mã 5 con này 150.000 miễn ship tặng nhà luôn. Số 5 150.000 sở hữu luôn con này cho em. Trời ơi cái màu yêu quá đi. Số 5 cho em. Số 5 con nào cũng đẹp hết mấy chị. Con nào cũng siêu cưng hết rồi. Con này eo 74-76, eo 76 đổ về. Con này là một con màu hoa nhí. Bông hoa nhí cái cổ đắp chéo như này. Có chung bo giãn xòe âu như này. Cực kỳ đẹp. Eo 74-76, eo 76 đổ về mã 6. 150.000 miễn ship lên cho em. Số 6 là mấy chị có đơn số 6. Số 6 150.000 miễn ship cho em. Rồi một con dạng đùm đen công sở nha. Eo 80-82. Cổ đổ. Mấy chị thích đi làm công sở thì mấy chị đi làm công sở. Mấy chị thích mặc đi tiệc thì mấy chị mặc đi tiệc cho em. Không nhất thiết. Đó đẹp như vậy cho em. Eo 80-82 lên em mã số 7 cho em. Mã 7 150.000 miễn ship luôn số 7 cho em. 150.000 sở hữu luôn con này. Eo 80-82 em nói sang lắm mấy chị ơi. Cổ đổ xuống như mày nè. Cái màu nè, cực kỳ đẹp như mày luôn, rất là sang luôn. Mã 7 150.000 miễn ship nha. Chào chị Bùi Hương nè. Eo 80-82. Em chào chị Bùi Hương nha. Rồi con này eo 65-72. Eo 65-72 vai chồm. Cái vai nó chồm nó như mày cho em. Thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi mấy chị thấy không, quá trời quá đất xinh như mày. Chị nào eo 65-72 lên em mã số 8. 150.000 miễn ship số 8 cho em. 150.000 eo 65-72 số 8 cưng quá. Rồi em qua cái con này à. Con này là một con dáng Barbie doll ấy. Con này là một cái kiểu Barbie doll. Mấy chị mặc với quần đùi á, chiếc von cực kỳ mềm mại luôn. Eo 84-90, eo 90 đổ về luôn. Đây mấy chị, toàn bộ dưới này là dập nhúng hết cho em nha. Đằng sau này cũng vậy, dập nhúng hết xuống như vậy cho em. Chị nào mà eo 84-90, eo 90 đổ về mặc Barbie doll, mặc chiếc quần đùi cho em cực kỳ đẹp. Con này mã số 9. Mã 9 150.000 miễn ship cho mấy chị. Về được kiểm tra cho em số 9 cho em.
Số 9, em chào chị Mỹ Hạnh Lê nè, chào chị Bùi Hường, chào toàn thể tất cả các chị đang xem live nè. Trời ơi, con này đẹp quá à. Con này eo 80-85, mặc cực kỳ đẹp luôn, size to eo 80-85 nha. Con này mấy chị mặc đi chơi Noel nè, đẹp quá. Trời ơi, rất là sang luôn đây. Mặc đi chơi Noel hơi bị VIP luôn. Con này cái dáng của nó như vậy nè. Đó, em chết thật, khi mấy chị mặc ở chỗ này nó xè, nó bồng nha nè. Đây, size to luôn, eo 80-85 luôn ý. B size to như vậy nè. Đó, eo 84-85 thì mặc được nè. Con này lên em mã số 10 nha. Mã 10, 150.000 miễn ship tặng nhà cho mấy chị về được kiểm tra mã số 10 cho em. Số 10, 150.000. Em chào chị Magia Trần nha, chào chị Ngọc Yến nè. Rồi, em qua con này mặc eo 70-74. Trời ơi, độc lạ dữ vậy ta, sang dữ vậy ta, có chung co giãn ở chỗ này luôn. Trời ơi, mấy chị ơi, nó độc lạ, nó sang lắm. Đó, nó độc lạ, nó ship như vậy cho em nha. Chị nào eo 70-74 lên số 11, 150.000 miễn ship. Eo 70-74 là mặc được, mã 11, 150.000. Miễn ship tận nhà cho mấy chị về được kiểm tra hàng cho em luôn. Em giặt sạch sẽ rồi, ủi thẳng thiêu rồi nha mấy chị ơi. Rồi, con này eo 90-100. Mã số 9 đó chị Thảo Mai. Con này giá suông size to, eo 90-100, eo 100 đổ về. Có hai túi, hai cái túi hai bên, cực kỳ đẹp. Giá suông xuống như mày, mặc chứ quần đùi. Chị nào mà size to, eo 90-100, eo 100 đổ về lên em mã 12. Mã số 12, 150.000, mỹ ship số 12 cho em. 12. 12 cho em nha mấy chị ơi, lên số 12 cho em là có đơn nha. Rồi, con này là một con cái cổ bánh bèo lắm. Cái cổ nè, nó bo nhúng như vậy, nó rất là thiệu thư bánh bèo, màu hoa nhí mà dập nhúng như vậy nha. Dán xương xuống như vậy cho em, đó, tay rất là đẹp luôn. Tay bao nhúng là như vậy rất là đẹp luôn. Con này size to đó, eo 100 đổ về luôn nha. Eo 94-100 á, eo 100 đổ về đó. Chị nào thích nịt tay á thì nịt cho như vậy cho em. Eo 90-100, eo 100 đổ về lên mã 13. 150.000 miễn ship số 13 cho em. 13, đây em có dạ hội đây nè. Nhưng mà eo size S ấy. Con này eo size S á, eo 65-70 size S á. Đây, dạ hội đi tiền, xẻ tà, xẻ ơ đây màu đỏ nè. Xẻ tà ra như vậy, mấy chị thấy em cầm dài như vậy đâu, nhưng mà khi mấy chị mặc vô người là rất là vừa, rất là yên tâm. Đó, xẻ tà dạ hội nè, con này xe SL 6570 nè. Con này lên số 14 nha. 150.000 miễn ship cho em, con này số 14, 150.000. 14 cho em. Rồi, con này là một con body đang. Một con body thiết kế cực kỳ VIP luôn. Eo 65-70 CS luôn đây nè. Đây, body thiết kế cực kỳ đẹp nè, xẻ tà, xẻ ơ nè. Trời ơi, em nói cái màu nó cũng nhu, cái màu nó cũng sang nữa. Eo 65-70 CS là con này lên em mã số 15. 150.000 miễn ship số 15. 150.000 cho em mã 15 cho em. Rồi, em qua con này. Wow, con này eo 78-80. Vai tròm, tròm ra như vậy, có chung có giãn nha. Cái này nó có chung có giãn như vậy nè. Đó, mặt lên nó rất là đẹp, mặt lên nó dáng nó rất là đẹp như vậy. Chị này eo 78-80, eo 80 đổi về lên mã 16. 150.000 miễn ship số 16 cho em. 16, 150.000 cho em nè. Rồi, con này là một con đầm đen công sở dáng bếp lum eo 7880. Dạng đầm đen công sở bếp lum như vậy nha. Đó, rất là đẹp luôn. Eo 7880 là mặc được. Con này lên em mã 17. 150.000 miễn ship tận nhà được kiểm tra hàng luôn. Đó, mã 17 cho em. Giặt sạch sẽ rồi, ủi thẳng thiêu rồi cho em nha. Rồi, con này là một con sơ mi. Một con sơ mi cái màu vàng VIP như vậy. Eo 7880. Sơ mi cài cúc từ trên xuống dưới có da cột. Đó, chị nào thích cột eo vô. 16 đó chị Loan Vũ. Chị nào mà thích cột eo á thì cột vô như vậy cho em. Cột eo vô cho nó xinh. Đó. Rồi chị nào không thích cột eo thì để sơ mi nó bơi ra như vậy giấu quần. Trời, cái màu vàng sang lắm luôn ấy. Cái màu vàng này em nói phải nói là cực kỳ sang. Chị nào eo 7880 lên em mã số 18 cho em con này. 150.000 miễn ship số 18 cho em. 18, 150.000 cho em. Rồi, con này là một con body họa tiết thổ cẩm hoàng gia hoàng ơi gì đây. Trời ơi, chuẩn hàng Nhật luôn đây nè mấy chị. Chuẩn hàng Nhật là tem hàng Nhật nè. Rất là phê luôn. Chị này eo 6572 lên em mã 19. 150.000 miễn ship số 19 cho em con này. Họa tiết thổ cẩm hoàng gia mã 19 nha. 19 cho em. Rồi, em qua con khác. Trời ơi, con này cái chất nó nhũ xuống như vậy nè. Cổ xuống như vậy nè. Trời ơi, VIP quá mấy chị ơi. Eo 7880 cho em. Con này em nói đi triệt và mặt hơi bị sang luôn mấy chị. Đó, chất nó nhũ xuống như vậy nè, lấp lánh kim tuyến nè, VIP không? Cái cổ rất là cưng luôn. Chị nào eo 7880, eo 80 đổ về lên em mã số 20 nha. Mã 20 nha, 150.000 miễn ship tận nhà cho mấy chị luôn, về được kiểm tra hàng luôn. Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi. Mã số 20 cho em nha. 20, 150.000. Mã 20 nè, quay về số 1. Rồi, em quay về số 1.
Con này là một con giáng viên, có chung có giảng, màu hoa nhí, đẹp đẹp quá đi. Trời ơi nó cưng quá. Eo 74-76, eo 76 đổ về cho em. Con này lên mã 1, 150.000 Mỹ ship tận nhà, được kiểm tra hàng và sạch sẽ rồi, ủi thẳng thiêu rồi, mã 1 nha. Mã 1, 150.000 là số 1 là có đơn cho em. Eo 74-76, eo 76 đổ về là số 1 là có đơn nha. Mã 1 cho em. Rồi con này là một con viên còn nguyên dây đai. Còn nguyên dây đai, cột đai, chị nào thích cột đai thì cột cho em. Eo 74-78, eo 78 đổ về chất von. Có chung quả giảng, đó xòe âu ra. Bên trong lót lụa xịn như vậy luôn. Giáng viên nhớ đẹp luôn. Chị nào eo 74-78, eo 78 đổ về lên em mã số 2. 150.000 miễn ship tận nhà mã 2 cho em. Số 2, 150.000. Rồi qua con này xinh quá chị ơi. Eo 65-72 nha. Con này eo chết nha, giáng viên eo chết nha, sang lắm mặt rồi. Mặt lên dáng là phải nói là cực kỳ đẹp mà, rất là sang như vậy luôn. Chị là eo 65-72 lên em mã 3, 150.000 miễn ship số 3 cho em. Số bo 150.000 miễn ship. Rồi em qua con này eo 78-80, eo 78-80. Trời ơi, thiết kế độc lạ sang chưa. Có chung có giãn nè, có dây gút nè, mặt vô dáng xòe âu ra như vậy, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Chị nào eo 78-80 lên em số 4 nha, 150.000 miễn ship số 4 cho em. Đẹp lắm mấy chị. Con này mặc cho xòe âu ra sang, cực kỳ sang mã 4. 150.000 miễn ship số 4 cho em. Số 4 nha mấy chị, lên số 4 cho em là có đơn nha. Rồi em qua con này số 5 nè. Con này eo 70-74 nha. Đẹp quá chất lụa. Con này em nói chất lụa như vậy nha, chất lụa này rất là xịn luôn. Chất lụa này phải nói là cực kỳ xịn luôn. Eo 70-74 là mặc được luôn. Con này mã số 5 cho em. Mã 5, 150.000 miễn ship số 5 cho em. Đẹp quá số 5 cho em nha. Eo 70-74 nha mấy chị. Chất lụa xịn lắm. Chất lụa phải nói là rất là xịn, rất là VIP luôn. Mã 5, 150.000 miễn ship số 5 cho em. Rồi con này eo 74-78, eo 78 đổ về nha. Cổ nó đắp chéo xuống như vậy cho em nha. Chất này chất thun lạnh nha. Trời ơi, dáng âu xòe ra nè. Quá trời quá đất đẹp luôn nha. Chị nào eo 74-78, eo 78 đổ về lên em mã số 6. 150.000 em miễn ship tận nhà cho mấy chị, được kiểm tra số 6 cho em. Số 6 cho em. Rồi em qua con này. Wow, con này cầm nặng tay quá, cầm muốn xỉu luôn. Eo 80-82 size to. Eo 80-82 kiểu sắc bắp như vậy giống em mà mặc cứ là mát luôn. Có chung qua dạng ở chỗ này cho em. Đó, mặc vô âu nó sẽ xòe ra như vậy. Mặc vô dáng âu nó sẽ xòe ra như vậy cho em, rất là tay. Chị nào eo 80-82 lên mã số 7. 150.000 miễn ship số 7 cho em. Số 7, 150.000 nè. Rồi con này là eo 74-76, eo 76 đổ về cho em. Màu chấm bi hoa nhí như vậy, có chung qua giảng, cũng xòe âu luôn, cực kỳ đẹp. Đó, giống em là chấm bi như vậy chứ mặt đẹp lắm nha mấy chị, mặt sang. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về mã 8. 150.000 miễn ship tận nhà số 8 cho em. Số 8 nha. Mấy chị xem like chấm bài, thả tim thả like cho em với. Rồi con này em 65-72 hoa nhí. Màu hoa nhí như vậy cho em. Bông hoa nhí như vậy nha mấy chị. Cài cúc từ trên xuống dưới như vậy cho em. Có dây cột như vậy luôn. Đó, chị đã thích cột thì cột nè. Chị nào em 65-72 lên số 9 cho em. 150.000 miễn ship, chất von cực kỳ mềm mại mã 9. 150.000 số 9 cho em. Chất von cực kỳ mềm mại luôn rồi. Cái này cũng màu hoa nhí luôn nha. Cái này là hạt này là rất là VIP luôn á. Rất là xịn nè, chân trâu nè, VIP không. Cài cúc từ trên xuống dưới như vậy cho em. Có chung co giãn như vậy luôn. Cổ nè, mấy chị thấy không. Cái cổ nó chim xuống như vậy nè, trời ơi đẹp quá. Eo 78-80 nha. Trời ơi, tính tay mồng ra. Sang quá đi mấy chị ơi. Eo 78-80 lên số 10. Số 10, 150.000 miễn ship số 10. Eo 78-80 mã 10, 150.000 miễn ship nha. Số 10. Rồi con này là một con VIP quá, eo 80-85. Một con dạng đầm đen. Đó mấy chị mặc đi làm công sở. Khoác, số 10 đó chị Thủy Quảng. Khoác một cái áo khoác vô cũng được nha. Đi làm công sở khoác một cái áo khoác vô cho em cũng được đó. Đi làm công sở hoặc là mấy chị mặc đi tiệc đi đâu cũng đẹp nha. Con này eo 80-85 size to luôn, lên số 11 cho em. 11, 150.000 miễn ship mã 11. Đẹp quá, cái màu yêu quá, số 11 cho em. Eo 80-85 size to, lâu lâu mới có con size to nên là mấy chị nhanh tay lên nha. Rồi con này là một con tiểu thư, eo 6, eo 70-74.
Một con hoa nhí tiểu thư chất vân cực kỳ mềm mại, cái cổ siêu đẹp luôn, có chung con giảng xòe âu như vậy. Chị này eo 70-74 lên mã 12, 150.000 Mỹ ship, mã 12 hai lớp nha. Đẹp quá, trời ơi con này còn đẹp nữa nè. Eo 7-80 nè, xịt tay rất là độc lạ nè, dáng nó cực kỳ sang nè, xòe âu như vậy nè, mấy chị thấy không, rất là độc lạ không. Đằng sau cài cốt có chung chỗ này. Con này mấy chị lên em số 13 nha, mã 13 cho em, eo 7-80 mã 13, 150.000 Mỹ ship tận nhà luôn, lên số 13 là có đơn mã 13 cho em. 13. Rồi một con đưa cá đưa ơ, eo 74-76. Eo 76 đổ về, cái cổ siêu đẹp rồi. Cái tay là hơi bị vít rồi. Bên dưới là đưa cá đưa ơ như vậy, chất vân mềm mại hai lớp luôn. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về lên em mã 14, 150.000 Mỹ ship tận nhà, lên số 14 là có đơn, chặt sạch sẽ, ui thẳng thiêu rồi cho em. Mã số 14 cho em. Rồi em qua con này. Con này eo 74-76, eo 76 đổ về luôn. Vai trồm nha, vai trồm như vậy nha, thiết kế cực kỳ sang nha. Đó, mặc đi đâu cũng được cho em. Chị này eo 74-76, eo 76 đổ về lên em mã 15, 150.000 Mỹ ship số 15 cho em. 15 cho em. Wow, con này yêu quá. Con này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Eo 65-72. Wow, thiết kế độc lạ sang quá, dáng body chất lụa mà thiết kế nè, độc lạ sang như vậy nè, cực kỳ VIP như vậy luôn cho em. Trời ơi, chị nào mà eo 65-72 lên em mã 16, 150.000 Mỹ ship tận nhà con này luôn, số 16 cho em. 150.000 hơi bị phê. Rồi con này eo 6, eo 74-78, eo 78 đổ về nha. Một con dáng đen nha, mấy chị thích đi làm con sở thì làm nha đó. Mấy chị thích mặc đi đâu cũng được hết, âu xòe như vậy. Eo 78 đổ về lên em mã 17, 150.000 Mỹ ship số 17 cho em. 17 cho em. Qua wow, con này yêu quá, con này eo 90-100, eo 100 đổ về size to. Lâu lâu mới có một con size to eo 100 nha mấy chị, nhanh tay lên nào, nhanh tay lên chốt liền đi, chốt von rất là mềm mại hai lớp nha. Trời ơi sáng lắm như vậy, mặt mát lắm mấy chị ơi, cưng lắm luôn ấy. Đây nè, đằng sau nè, chất von hai lớp siêu đẹp luôn. Em 100 đổ về lên mã 18, lên cho em số 18, 150.000 Mỹ ship lên số 18 là có đơn. Lên mã 18 cho em là có đơn à. Một con cổ cục nơ cục ơ, eo 65-72, eo 65-72 cho em. Cổ cục nơ rất là tiểu thư bánh bèo. Đây cổ cục nơ có tiểu thư bánh bèo màu hoa nhí, cánh tay đẹp rồi, có chung con giảng rồi, bên dưới thì đuôi cá đưa ơ hơi bị viết rồi. Chị nào eo 65-72 nè, lên em số 19 nha. 150.000 Mỹ ship tận nhà được kiểm tra, số 19 cho em, mã 19. 19 cho em, đẹp quá. Trời ơi nó cưng. Trời ơi một con màu beo thun lạnh cho em. Con này là một con cái màu beo thun lạnh, eo 80-84 nha. Cái màu beo như vậy nha, cổ chéo nè, chất thun lạnh nè. Thun lạnh nè, mặt rất là thoải mái, rất là co giãn, mặt rất là mát lạnh luôn, có chung co giãn luôn, bên dưới xòe ra như vậy. Trời ơi nó cưng, cưng lắm mấy chị ơi, siêu cưng, siêu dễ thương như vậy luôn. Chị nè eo 80-84 là mặc được nè, eo lên mã 20 nha. 150.000 Mỹ ship số 20, eo 80-84. 150.000 cho em số 20 nè. Wow, con này VIP tế, eo 65-72. Eo 65-72 cái cổ nè mấy chị. Quá trời quá đất dễ thương cái tay nè. Hơi bị VIP như vậy luôn. Bên dưới nè, xịt tay rất là độc lạ như vậy, chất này bao phê. Chị nào em 65-72 lên số 21 cho em. Mã 21 cho em con này nha, 150.000 Mỹ ship tận nhà, số 21 cho em. 21 lên số 21 là có đơn rồi. Một con chấm bi eo 78-80. Chấm bi quý phái, chấm bi huyền thoại, chấm bi rất là dễ thương như vậy, cài cúc từ trên xuống dưới cho em. Rồi ở cái dáng nè, quá trời quá đất, mặc vô là cực kỳ đẹp luôn. Chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về lên mã 22 cho em. 150.000 cho em nha mấy chị, miễn ship tận nhà luôn nha, về được kiểm tra hàng luôn cho em, số 22, 150.000 mã 22. Em chào chị Đào Huỳnh nha, chào toàn thể tất cả các chị yêu nha, chào chị Nga nha, chào chị Nguyễn Thị Nga. Con này còn mới nguyên tay luôn á, một con đầm đen công sở eo 74-76, eo 76 đổ về. Một con đầm đen công sở eo 76 đổ về, còn mới nguyên tay. Còn mới nguyên tay nè mấy chị. Còn mới nguyên tay, đai ở trong bịch như vậy luôn cho em. Biết chưa, đen công sở xinh lắm. Eo con này là 74-76, eo 76 đổ về cho em. Con này mã 23, 150.000 Mỹ ship số 23 cho em. Rất là mới, còn nguyên tay trong bịch, rất là sang. Số 23 cho em. Rồi em qua con khác, con này số 24 nha.
Con này eo 80-84. Màu hoa nhí. Là chị Lâm Thị Thanh Tuyền. Con này là một cái màu hoa nhí dáng Barbidon. Tay siêu đẹp, dáng Barbidon như vậy. Đó, Barbidon xếp tầng mặc chiếc quần đùi cho em. Barbidon nếu chị nào mà eo 80-84, eo 84 đổ về lên em mã số 24. 24 150 ngàn, Mỹ xếp tầng nhà luôn, được kiểm tra luôn. Barbidon đẹp quá, 24 150 ngàn. Rồi cái này quay về số 1 nha. Cái này em quay về số 1 nha mấy chị. Quay về mã 1 cho em, eo 7880. Hàng hiệu đấy, cài cúc từ trên xuống dưới đấy, có dây cúc eo nè. Trời ơi, phải nói sang, phải nói là cái màu nói mặt lên là âu, tay cực kỳ sang như vậy. Con này em quay về mã 1 nha, eo 7880 quay về số 1 nha, 150 ngàn Mỹ xếp số 1, số 1 cho em. Rồi em qua con khác, con này eo 65-72, một con tiểu thư nha, tay bánh bèo chất von mềm mại như vậy, cổ đắp chéo xuống như vậy cho em. Đó, có chung qua giảng luôn, trời ơi, chất von mềm mại hai lớp như vậy, đẹp như vậy. Chị nào eo 65-72 lên em mã 2, 150 ngàn miễn xếp số 2 cho em. Số 2, số 2 nè. Số 1 cho chị Nguyệt Phạm. Rồi, con này là một con chất thun lạnh cho em nha mấy chị. Thun lạnh, mát rửa, mát lạnh, mặn như không mặn, màu hoa nhí, eo 7880. Hàng hiệu Lagu gì, La gì đây nè. Đó, em không có biết đọc đâu mấy chị. Đó, tiếng Anh, tiếng Nhật em không biết đọc. Đó, eo 7880. Chất thun lạnh, mặc rất là thoải mái, co giãn rất là đẹp luôn. Con này mặc ly tì cũng rất là sang luôn. Rồi chị nào eo 78-80 lên em mã số 3, 150 ngàn Mỹ ship mã 3 cho em. Số 3, số 3. Rồi con này là một con tiểu thư màu hoa nhí, cổ đất chéo hoa nhí như vậy, cánh tay mỏng đẹp như vậy luôn. Eo con này là 74-76, eo 76 lộ về nha. Có chung co giãn xòe ra đẹp quá. Con này mã 4, 150 ngàn Mỹ ship số 4, 150 ngàn cho em. Eo 76 đổ về cho em. Rồi con này eo 78-80 nha. Con này là một con nhãn, mấy chị thích đi làm công sở, mặc vô đi làm công sở xong rồi khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài cho em. Mã áo khoác vest ở đây nè, rất là VIP nha. Đó, trời ơi em nói sang lắm, mấy chị mà làm công sở mặc cũng được, mà mấy chị mặc đi đâu cũng được hết, đi tiệc cũng được nè. Nói chung mặc đi cà phê, cà pháo cũng được nha, đi đâu cũng được hết. Con này eo 7880 lên mã số 5. Mã 5 nha con này nha, mã 5 nha. 150 ngàn Mỹ xếp tận nhà luôn mã 5. Giặt sạch sẽ rồi ủi thẳng thiêu rồi, eo 80 đổ về mặc được số 5 cho em. Rồi con này là một con chất thun lạnh, eo 70-74. Cái cổ là em nói siêu bánh bèo. Đây cái tay đẹp như vậy, cổ siêu bánh bèo luôn. Xuống dưới là âu, âu xòe như vậy rất là tay. Con này eo 70-74 lên em mã 6, 150 ngàn Mỹ xếp số 6, 150 ngàn, eo 70-74 nha. Rồi con này về tộc lạ, dáng body eo 70-74 cho em. Eo 70-74 dáng body có hai cái túi nè. Tộc lạ không? Họa tiết thổ cẩm hoàng gia như vậy nha. Cái màu họa tiết thổ cẩm hoàng gia như vậy đó mấy chị, đằng sau sẽ tà cho em. Chị nào eo 70-74 lên em mã 7, 150 ngàn miễn ship mã số 7 cho em. 150 ngàn em miễn ship tận nhà, tận giường, tận bếp cho mấy chị luôn, về được kiểm tra hàng cho em. Rồi con này eo 78-80 cho em, cài cúc từ trên xuống dưới như vậy, có chung co giãn nha. Hơi bị phê nha, cài cúc nha, có chung co giãn là mặt em nói. Mặt lên dáng là hơi bị phê như vậy luôn. Con này lên em mã 8, 150 ngàn miễn ship số 8 cho em, eo 78-80 mã 8. Cái cổ đẹp quá. Mở tóm. Rồi, con này eo 70-74. Wow, xinh quá đi. Eo chết đi, mặt đẹp lắm nha. Đây, mặt lên dáng là phải nói là cực kỳ đẹp như vậy kem nè. Nó rất là sang luôn, mặt lên dáng là cực kỳ đẹp như vậy luôn. Chị nào mà eo 70-74 lên em số 9 cho em. 150 ngàn miễn ship tận nhà, được kiểm tra số 9. Số 9, số 9 cho em nè. Rồi, con này là một con chất von nha mấy chị. Chất von cực kỳ mềm mại nha, gũ xuống như vậy luôn, không nhăn luôn. Có chung con giãn xòe âu cực kỳ đẹp luôn, tuyệt đẹp luôn. Chị này eo 7880 lên em mã 10, 150 ngàn miễn ship. Tuyệt đẹp luôn, chất von mềm mại hai lớp, tuyệt đẹp luôn cho em mã 10, 150 ngàn miễn ship nha, eo 7880 cho em. Wow, con này là một con tiểu thư. Cái cổ tiểu thư như vậy, cài cúc như vậy, cái cánh tay bồng như vậy đẹp quá. Eo 70-74, chất von mềm mại, eo 70-74, con này số 11. 150 ngàn Mỹ ship mã 11, chất von mềm hai lớp hoa nhí nha mã 11. 150 ngàn Mỹ ship số 11 cho em. Rồi con này eo 7880 cho em. Bánh bèo lắm mấy chị, bánh bèo như vậy cho em nè. Vai tròn như vậy nè, chất von rất là mềm mại nè, có chung qua giãn nè, giãn âu xòe ra, trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Bedlum mấy chị, con này em nói chất von bedlum mà nó sang như vậy, hai lớp như vậy cho em nha.
Chị nào em 7880 lên em mã 12 nha. 150.000 miễn ship được kiểm nhà hàng luôn, giặt sạch sẽ ủi thắng theo cho em người nha, mã 12. 12 12 cho em. Con này là một con dáng phom suông. Con này là một con dáng suông. Suông như vậy nha, dáng suông nha mấy chị, đầm suông như vậy cho em. Eo 7476, eo 76 đổ về cho em. Mã số 8 với chị Tị Huỳnh. Cái cổ đẹp quá. Chị Tị Huỳnh mở tin nhắn Messenger trên xin ngay số điện thoại và địa chỉ không được trên line nên chị Tị Huỳnh. Cái màu hoa nhí cưng quá. Chị Cẩm Phương Đoàn. Con này số 13 cho em, dáng suông. Eo 7476, eo 76 đổ về mã 13, 150.000 miễn ship số 13 cho em. 13 13 rồi, con này cổ cực kỳ đẹp luôn. Cổ vết V như vậy sang, cánh tay thì khỏi phải nói rồi, quá đẹp rồi. Eo 74 78, eo 78 đổ về con này mã 14, 150.000 miễn ship có chung có giảm. Mã 14 nha, eo 78 đổ về nha. Mã 14 150.000 miễn ship ạ. Wow, con này đẹp quá. Một con nữ hoàng siêu đẹp. Eo 65 72. Đây nha mấy chị. Đây. Cổ nữ hoàng xuống như vậy cho em, siêu đẹp luôn. Đằng sau là nữ hoàng bánh bèo như vậy cho em nè. Đó, đẹp lắm, eo 65-72 cho em nha. Trời ơi, nó cưng. Giá xòe ra, trời ơi, VIP quá. Eo 65-72 cho em, số 15 cho em. 150.000 mỹ ship, mã 15, giặt sạch sẽ ủi thẳng thiêu luôn, mã 15 nữ hoàng. Eo 65-72, số 15 cho em. Rồi, con này eo 70-74 nha mấy chị ơi. Trời ơi, nó đẹp quá, thiết kế độc lạ sang quá. Đưa cá đưa ơ bánh bèo như vậy, xịt tay độc lạ như vậy chứ. Chị nào eo 70-74 lên mã 16, 150.000 miễn ship cho con này, số 16. 16 rồi, con này là một con nhắn Vin cho em. Eo 65-70 CS nha mấy chị, Vin nha. Có dây cột đai như vậy nè, bên trong là tất nhiên là phải là một chiếc lót lửa rất là xịn như vậy. Chị nào eo 65-70 CS lên em mã 17, 150.000 miễn ship số 17 cho em. Rồi, con này là một con cổ cột nơ như vậy cho em nha. Cổ cột nơ nữ hoàng, rất là tiểu thư bánh bèo dám Vin như vậy. Anh chị thấy không, bộ cúc hơi bị xịn sò luôn đó mấy chị. Eo 74-76, eo 76 đổ về dám Vin cực kỳ đắt tiền, rất là sang. Con này lên em mã 17, 150.000 miễn ship tận nhà số 17 cho em. 17-17 eo 76 đổ về nha, dám Vin sang lắm mấy chị ơi, mã 17 cho em. Hết cái này là lấy cái nào xong. Có cây 200 có ở nhà. Em thấy trong kia còn có cây 150 để em nhai nhai lại chỗ đây tí. Yeah. Em gần hết rồi, chưa có hết. Em nhai nhai. Em nhai nhai ở chỗ kia còn ít 150 luôn lại đây đi. Em nhai nhai lại chỗ này. Con này hàng hiệu. Còn cút dự phòng luôn. Hàng hiệu gu cho em. Hàng hiệu gu nha mấy chị, rất là đắt tiền nha. Còn cả cút dự phòng để cho mấy chị nè, hàng hiệu gu hơi bị VIP nè. Trời ơi mấy chị thấy không? Cái cổ là nhúng là bao đẹp, mà cái tay nhúng là đắt tiền lắm nha. Con này eo 7880 cho em. Phải nói là cực kỳ đắt tiền luôn. Trời ơi nó sang như mày luôn. Eo 7880, con này mã 18 cho em. 150.000 miễn ship hàng hiệu gu. Có dây cột đai VIP lắm. Mã 18 cho em nha, 150.000 eo 7880 cho em. Đó sang như mày, mã 18 cho em. Đẹp quá, eo 7880 cực đẹp luôn. Rồi con này eo con này eo 7880 luôn. Cổ cổ đã kéo xuống như vậy cho em nha, tay bao nhúng rồi nha, đẹp lắm. Chấm bi giống em là mặt rất là sang. Chấm bi quý phái, chấm bi huyền thoại đẹp như vậy. Chị nào eo 7880 lên em số 19 cho em. 150.000 miễn ship tận nhà, mã 19 nha. Chị Tị Huỳnh, chị vào tin nhắn Messenger cho em xin nghe số điện thoại và địa chỉ không được trên like nha chị ơi. Rồi con này số 20, con này xinh quá. Con này eo 7880 luôn, số 20 cho em. Trời ơi, VIP chưa, Hà Trân Châu VIP chưa. Có chung coi giãn nè. Xòe Âu như vậy nè, cực kỳ hàng hiệu nha. Con này đắt tiền lắm luôn ấy mấy chị. Trời ơi, nó rất là sang luôn ấy. Con này phải nói là cực kỳ sang luôn, hơi bị VIP luôn. Hàng hiệu cho em luôn. Đẹp quá đi. Trời ơi, hàng hiệu đây nè, tem nè, tem nè. Chuẩn tem Nhật nè, rất là sang như vậy nè. Chị nè, em 7880 lên mã 20 nha. 150.000 miễn ship 20 cho em. Chị Tuy Huỳnh gì đó. Chị là khách mới á chị ơi, chị chưa mua hàng bên em lần nào á chị. Giờ chị vào trong tin nhắn Messenger cho em ngay số điện thoại địa chỉ nha chị ơi, em mới chốt con ghế tiếp cho chị nha. Rồi. 20 đi chị Nguyệt Phạm. Rồi con này eo 84 đến 90, eo 90 đổ về luôn, size to luôn, eo 90 đổ về nha, hàng hiệu tem hàng hiệu nè. Còn mới nguyên tem như vậy nè, đây nè. Ở đây hai cái nha mấy chị.
Ở đây đã hai cái rồi, ở đây thêm cái nữa. Trời ơi, chuẩn tem hàng hiệu luôn, họa tiết thổ cẩm hoàng gia luôn. Trời ơi, dáng suông xuống vai cho em, đẹp quá. Eo 90 độ về lên em mã 21. Mã 21 150.000 miễn ship tặng nhà số 21 cho em size to đó, 90 độ về đó mã 21 nha. 150.000 miễn ship còn mới nguyên tem. Wow, một con hoa nhí, đẹp quá đi. Eo 65-72, dễ thương quá. Trời ơi, hoa nhí eo 65-72. Mình chốt con này đi. Rồi, con này eo, eo 78-80. Eo 78-80 cho em. Con này là một con dạng đầm đen công sở. Một con dạng đầm đen đi làm công sở hơi bị vip cho em. Đó, chị nào mà thích đi làm công sở nè, mặc làm công sở, đi làm công sở mua này vô, mặc hơi bị vip. Eo 78-80 lên em mã 22. 150.000 miễn ship được kiểm tra hàng cho em số 22. Số 22 cho em. Rồi, à, con này eo, eo 74-76, eo 76 đổ về nha, con này xịn nha. Con này chất lụa rất là xịn cho em nha. Có chung coi giảng nè, có dây đai luôn nè mấy chị ơi, còn nguyên dây đai như vậy luôn. Con này rất là xịn, chất lụa cực kỳ xịn luôn. Đắt tiền nha, con này đắt tiền lắm. Eo 74-76, eo 74-76, eo 76 đổ về lên em mã 23 cho em. Mã 23 như vậy nha, 150.000 miễn ship tặng nhà luôn, được kiểm tra số 23 cho em. Đắt tiền chất lụa nha mấy chị, nhanh tay lên nha mấy chị ơi, chất lụa xịn lắm, đắt tiền lắm luôn ấy. Rồi em mang con này số 24 nè. Con này là một con màu hoa nhí eo 84-90, eo 90 độ về size to. Bông hoa nhí như vậy chất voan mềm, già trẻ lớn bé gì mặc được hết. Cái màu hoa nhí như vậy mấy chị yên tâm không miếng chọn đâu. Chất voan mềm có dây gút eo. Cái giá nó sẽ xuông xuống như vậy cực kỳ xinh luôn. Con này có túi cho em luôn nha. Chị nào eo 90 độ về lên mã 24 cho em. 150.000 miễn ship tận nhà cho mấy chị về được kiểm tra hàng luôn, số 24 nha, eo 90 độ về cho em. Mã 24 cho em. Rồi em quay về số 1. Wow, con này độc lạ quá, em quay về số 1 nha. Eo 90-95 cho em. Eo 90-95 em quay về số 1, eo 90-95 nè. Độc lạ chưa? Trời ơi. À, cái mùa này cũng là cái mùa lạnh đó mấy chị. Chị nào mà ở vùng Đắk Lắk á, mấy cái vùng lạnh á, hay là ở ngoài Hà Nội mấy cái vùng lạnh á, mấy chị chốt con này về mặt nè. Trời ơi, hơi bị ấm luôn ấy, sang lắm. Đây nè, mặt đã lại nó mặt nó còn sang nữa chứ. Chị nào mà eo 90-95 lên mã 1, 150.000 miễn ship luôn, size to luôn nha. Mã 1 cho em 150.000 size to. Lâu lâu mới có con size to mấy chị, nên là mấy chị ơi tranh thủ nha. Mình thấy mình ưng á thì mình chốt liền đi, kẻo là không còn đâu, em có mỗi mẫu có cái thôi. Đẹp quá à. Họa tiết thổ cẩm hoàng gia cho em. Họa tiết thổ cẩm hoàng gia như vậy nha. Eo 78-80 cho em nha mấy chị. Eo 78-80. Dáng âu xòe có chung con dáng cực kỳ đẹp. Con này mã số 2 cho em. Eo 78-80 mã 2. 150.000 miễn ship số 2 cho em. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mặc vô cưng lắm. Mặc vô là cái dáng này đẹp như vậy nè. Số 2 cho em nè. Rồi một con tiểu thư bánh bèo. Eo 78-80 nha. Tay bao bánh mèo luôn, bên này cũng vậy, tay bánh mèo lắm, có chung coi giảng nè. Trời ơi, âu xòe đẹp quá. Eo 78-80 lên mã 3, 150.000 miễn ship số 3 cho em. Số 3 cho em nha. Rồi, con này là một con chiếc von rất là mềm mại cho em. Chiếc von phải nói là mình rất là mềm mại luôn. Màu hoa nhí cái cổ như vậy cho em, cái cánh tay nào nó mỏng nè, đẹp không? Hơi bị đẹp luôn. Eo 74-78, eo 78 đổ về nha. Đây, đưa cá đưa ơ xuống như vậy luôn. Con này mã 4, 150.000 miễn ship tận nhà, giặt sạch sẽ rồi ui thẳng thiêu rồi, là số 4 là có được. Mã 4 cho em. Rồi con này là một con sát đất, gớt vai gớt ơ, eo 65-72 đó, có tay gớt vai gớt ơ nè, chiếc vòm mềm nè, tay gớt vai gớt ơ có chung qua giảng nè. Trời ơi mấy chị thấy âu xòe sang không, quá trời quá đất sang luôn. Chị nào mà eo 65-72 á lên em mã 5 nha. Mã 5 150.000 miễn ship, chiếc vòm rất là mềm rất đẹp nha. Số 5 cho em. Số 4 đó chị Nguyễn Nga. Rồi con này eo 70-74 cho em. Eo 70-74 nha, cái cổ nè, bo nhúng lại nè. Màu hoa nhí như vậy cho em nè, đã vậy nha mấy chị. Bên dưới là dập ly hết như vậy cho em, cực kỳ đẹp luôn. Bên trong có lót rất là xịn, chất von mềm mại cho em. Chị nào eo 70-74 lên em mã 6. 150.000 miễn ship số 6 cho em. Số 6, 150.000 miễn ship rồi. À, con này là một con cái màu hoa nhí như vậy luôn nha mấy chị. Bông hoa nhí cho em nha, size to nha. Con này eo 90-95 cho em.
màu hoa nhí cổ đó chéo cánh tay siêu bồng. Trời ơi, size to sang lắm mấy chị ơi, chị làm mà size to chốt liền đi. Đừng có suy nghĩ gì nhiều, suy nghĩ sau là không có còn đâu mấy chị. Eo 90-95 lên em mã 7, 150.000 Mỹ ship số 7 cho em. Rồi em qua con này, wow, con này yêu quá, dễ thương quá. Eo 68 nha, 65-68 thôi nha. Trời ơi, mấy chị thấy nó sang không? Sức phong phải nói là cực kỳ mềm mại gũ luôn. Chiếc lót lụa bao xịn như mày luôn. Chị nào eo 65-68, eo 68 đổ về mã 8, 150.000 Mỹ ship số 8 cho em. Số 8 không 8. Rồi, một con màu hoa nhí nha, 65-72. Bông hoa nhí như vậy cho em. Cổ cột nơ tay ngắn như vậy, đẹp quá. Có chung con dạng xà Âu ra cực kỳ sang luôn, đó rất là sang. Chị nào eo 65-72 lên mã 9, 150.000 Mỹ ship số 9 cho em. Số 9 nha. Rồi con này là một con gan nha, mới tinh không xù không đổ lông. Gan mới 100% cực kỳ đẹp luôn, eo 65-72. Gan mà phải nói nó mới 100% như vậy là chất gan mà bao phê như vậy, gan rất là mới như vậy em. Chị nào eo 65-72 lên mã 10. Mã 10, 150.000 Mỹ ship tận nhà, được kiểm tra hàng và sạch sẽ rồi thẳng theo rồi, gan mới như vậy luôn, không xù không đổ lông luôn, hai lớp đẹp lắm nha. Mã 10 cho em eo 65-72 nha. Mã 10 cho em 150.000 nè. Con này cái chất nhũ quá mấy chị, phê lắm. Eo 7880 nhũ nè, lớp lánh kim tuyến như vậy nè mấy chị thấy không, cái dáng nó suông nó dài xuống như vậy là mặc đi tiền là bao đẹp luôn. Chị nào mà eo 7880 lên mã 11, con này 150.000 Mỹ ship, 150.000 là con này em bán tặng nha mấy chị ạ. Con này đắt tiền lắm, không ai bán cho mấy chị mà 150.000 mà Mỹ ship mà đẹp như vậy đâu. Lên mã 11 nha, con này số 11 cho em nha, 150.000 eo 7880 mã 11 cho em. Rồi con này eo, con này eo 70-74. Kêu chị nhắn tin cái bình nước mình đâu rồi chưa, kêu chị nhắn tin vào trong tin nhắn Messenger. Đẹp quá mấy chị, xem live chấm bài cho em với nha mấy chị, xem live chấm bài cho em với. Chị Nguyễn mời ơi, có gì chị nhắn tin rồi chị nhắn Messenger sẽ có nhân viên chế thì bút chị và trả lời cho chị nha. Chị Nguyễn mời ơi, chào chị Vũ Hồng Trâm nha, chào toàn thể tất cả các chị yêu nha, chào tạ. Số 11 có đó. Rồi con này số 12 nè. Wow. 11 cho chị Loan Đào Kim. Eo 70-74. Chị Loan Đào Kim vào đi nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ không lên trên like nha chị Loan Đào Kim. Cánh tay bồng lắm, cánh tay siêu bồng đó luôn. Bên này cánh tay siêu bồng như vậy luôn. Eo 70-74 cho em, mặc rất là đẹp luôn. Dáng ô xòe là đẹp quá đi, cài cúc thì trên xuống dưới. Chị là eo 70-74 lên mã 12, 150.000 Mỹ ship cho mấy chị nha, về được kiểm tra luôn số 12 cho em. Wow, con này đẹp quá, gớt vai gớt ơ. Con này vớt gớt vai gớt ơ xuống như vậy cho em. Gớt vai gớt ơ như vậy. Trời ơi. Eo 70-74. Bên dưới đuôi cá được ơ, chiếc vòm mềm hai lớp luôn, sang quá. Con này số 13. 150.000 Mỹ ship mã 13 cho em, chiếc vòm mềm hai lớp mã 13 nha. Eo 70-74 nha. Rồi con này số 14 cho em, eo 74-76 cho em, có chung qua giảng nè. Đó, màu hoa nhí như vậy, chất vân mềm luôn. Con này mã 14, 150.000 Mỹ ship, eo 74-76, eo 76 đổ về mã 14 cho em, 150.000. 14 nha, rồi con này cưng quá. Con này eo 84-90 cho em. Con này một con giá suông nha, size to, suông xuống như vậy. Dạng babydoll như vậy, mặc chiếc quần đùi cho em. Chị nào mà size to eo 84-90, eo 90 đổ về mã 15, 150.000 Mỹ ship tận nhà, được kiểm tra hàng số 15 cho em. 15 cho em. 15 rồi, con này là một con cái màu hoa nhí, eo 78-80. Bông hoa nhí cái tay đẹp quá, cái tay đẹp quá, cài cốt từ trên xuống dưới như vậy cho em, màu hoa nhí rất là sang. Chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về lên mã 16, 150.000 miễn ship số 16 cho em. 16 nè. 15 nè chị Nguyệt Hoàng. 16 cho em nha mấy chị ơi. Rồi con này xinh quá, con này eo 65-72 cho em. Màu hoa nhí như vậy, tay vòng đẹp chưa, cài cúc từ trên xuống dưới như vậy, giá xòe ra xinh lắm. Chị nào eo 65-72 lên em mã số 17, 150.000 Mỹ ship mã 17 cho em. 17 nè, cho con này xinh nào, con này bao đẹp nha, eo 74-78 nha, cổ ba sang rồi, vai chồm như vậy rất là mát rồi, có cái dây rút vô như vậy luôn,
Trời ơi con này mặc mát lắm luôn, cái chất này mặc bao mát cho mấy chị, cứ yên tâm cho em. Ờ trong này là có túi, hai túi hai bên. Eo 74 78, eo 78 đổ về lên mã 18 nha. Mã 18. Mã 18 150.000 miễn xếp số 18 cho em. 18 18. Đẹp quá. Con nào cũng đẹp hết. Rồi con này eo 80 84. Eo 80 84 cho em cái cổ như vậy nha, cài cúc từ trên xuống dưới như vậy cho em. Đó, bo nhúng bo chung lại đằng sau nè, rất là đẹp luôn. Chị nào eo 80 84 lên em mã số 19 con này. 150.000 miễn xếp số 19, lâu lâu mới có con size to mấy chị nhanh tay chốt nha, mã 19 nha. Rồi con này eo 65 72. 65 72 còn mới nguyên tem á mấy chị, tem cho dấu nè. Còn mới nguyên tem chưa qua sử dụng, cổ như vậy rất là đẹp luôn. Bao nhúng bao chung như vậy, giá xè âu eo 65 72. Con này lên em mã 20, 150.000 miễn ship mã 20. 19 đó chị Nguyên Phạm. 20 20 rồi, con này đẹp quá. Ờ con này eo 80 84 nè. Đó chị nào mà eo 80 84 lên số 21 liền cho em. Đẹp lắm, bao phê. Hoa nhí thì mấy chị biết rồi, bao phê rồi. Ờ có dây gút nè, chị nào thích dây gút gút vô làm cái eo út thì làm. Chị nào thích bơi thì thả dây gút eo ra không vấn đề gì hết nha. Con này mặc cực kỳ đẹp như vậy nha, có túi hai bên luôn. Có túi hai bên cho em. Eo 80 84 mã 21 cho em, 150.000 miễn ship số 21 cho em. 21 21. Wow, con này là một con đi tiệc. Con này là một con dạ hội đi tiệc cho em, eo 65 70 CS nha, đi tiệc dạ hội nha. Cái này là cái kiểu của nó nha mấy chị, đó cái kiểu của nó như vậy làm cho nó sang nhá, sẽ tà sẽ ơ ra như vậy là vip lắm luôn ấy. Chị nào mà eo 65 70 CS lên em mã 22, 150.000 miễn ship tận nhà, được kiểm tra hàng giặt sạch sẽ. Ủa thẳng thêm như vậy rồi, đẹp quá, mã 22 cho em. Rồi con này cái màu xinh quá, con này eo 80 84, con này mặc bao mát luôn, em nói thiệt luôn. Mấy chị mà mua con này này về mặc không mát là trả lại cho em con này, em nói mặc bao mát cho mấy chị sát nách giống em nè. Eo 80 84 nè, có chung con nhãn nè, âu xè như vậy cực đẹp. Chị nào eo 80 84 lên mã 23, 150.000 miễn ship tận nhà mã 23. 23 cho em rồi. Con này họa tiết dây xích dây ơ nha. Đây nha mấy chị, họa tiết dây xích dây ơ như vậy cho em, có chiếc đồng hồ rất là sang, có chung co giãn luôn, dán âu xè ra đẹp quá đi. Eo 78 80 lên mã 24 cho em. 23 đó chị Thiều Quang. Eo 78 80 lên mã 24 nha, 150.000 miễn ship số 24. Eo 78 80 mã 24 cho em. 24 24. 24 150.000 miễn ship số 24 cho em. 24 đẹp quá trời ơi, con nào em nói con nào nó cũng đẹp, nó cũng sang á mấy chị, con nào nó cũng vip hết, con này hơi bị phê luôn à. Eo 74 78. Cái này em quay về số 1 nha. Eo 74 78, eo 78 đổ về nha, quay về số 1 nha. Con này em nói mặc bao đẹp luôn, không đẹp nói không lấy tiền mấy chị luôn á. Rất là mát, có chung co giãn, xòe âu như mày hơi bị đẹp. Mặt nó dáng là bao đẹp luôn, có chung co giãn mà. Eo 74 78, eo 78 đổ về mã 1 cho em. 150.000 miễn ship số 1 cho em. Hiệp BX qua chỗ này cho chị giá lấy nè. BX qua đây nè. Chị nho nho lại chỗ này tí. Nho nho lại chỗ này. Rồi em có con này. Trời ơi con này xinh lắm luôn. Em nói chất thông lạnh mát rồi, mát lạnh luôn. Mặt rất là đẹp luôn. Rồi được rồi, B nhiêu đó thôi. Được rồi. Rồi con này eo 78 80 cho em. Eo 78 80 cho em. Trời ơi chất thun lạnh mát lạnh mát gửi, có chung nè, đẹp quá đi. Eo 78 80 rất là sang nha. Con này lên em mã số 2 nha. Mã 2 150.000 miễn ship số 2. Trời ơi nó xinh. Số 2 cho em. Số 2 rồi. Con này là một con kẻ sọc quá trời đất sang. Eo 74 76, eo 76 đổ về, cài cúc từ trên xuống dưới như vậy cho em. Eo 74 76, eo 76 đổ về nha. Con này lên em mã 3 nha. 150.000 miễn ship số 3. Eo 76 đổ về, kẻ sọc mà xa lắm mà không bao giờ lỗi thời mà cài cúc nè. Khi mà mấy chị mặc vô là xòe âu như vậy mã 3. 150.000 miễn ship số 3 cho em. Rồi em qua con này. Con này eo 74 76, eo 76 đổ về luôn. Wow cái màu cưng lắm. Cái màu hoa nhí như vậy cho em nè, rất là đẹp nè. Có chung co giãn hàng hiệu nha. Khi mấy chị mặc vô là dán âu nó xòe ra. Con này có túi hai bên luôn. Chị này eo 74 76, eo 76 đổ về lên số 4. 150.000 miễn ship số 4 cho em. Số 4 150.000. Wow con này đọc lạ quá. Con này eo 65 72. Eo 65 72 nha.
có trong hoa giảng nè, có dây gút vô nè, xè ong ra như vậy nè, cực kỳ đẹp luôn. Chị nào em 6572 lên mã 5, mã 5 150.000, mỹ xếp số 5 em 6572, số 5 cho em. Wow, con này là một con body hơi bị vip cho em, một con dáng body phải nói là hơi bị vip luôn. Eo 6572 cho em body xẻ tà đằng sau, cột nơ cột ơ, mặt em nói cực kỳ sang đó, đẹp lắm. Nhìn body như vậy thôi cầm con này muốn xỉu muốn nặng tay luôn ấy. Chị nào eo 6572 lên mã 6 cho em, mã 6 nha, 150.000, mỹ xếp số 6 cho em, số 6, số 6 cho em. Wow, con này mới cưng nè. Eo 6570 CS nè. Đây, cái này là cái kiểu của nó như vậy nha mấy chị, không vấn đề gì hết nha, cái kiểu của nó nha, cái tay vòng nha, đẹp lắm. Chị nào eo 6570 CS nè, mặc con này lên dáng là bao đẹp luôn, lên mã 7, 150.000, miễn ship tận nhà luôn. Con này em bán cho mấy chị 150.000, không ai bán 150.000 đẹp như vậy đâu mấy chị ơi, đắt tiền lắm mà cực kỳ sang như vậy luôn. Mã 7 cho em 150.000. Rồi em qua con này, con này eo 7880, eo 7880 cho em, bông hoa nhí như vậy cho em, có chung qua giảng xòe âu ra, trời ơi đẹp lắm, rất là tây luôn, hàng hiệu cực kỳ sang cho em. Chị nào eo 7880 lên em mã 8 nha, 150.000, miễn ship tận nhà, số 8 eo 7880, màu hoa nhí có bo chung như này, ai mặc cũng đẹp hết. Mã 8, mã 8 cho em. Rồi một con này là một con sọc hơi bị phê, eo 7074, kẻ sọc như vậy mặc rất là sang, mặc bao phê cho mấy chị luôn đó, mặc rất là đẹp luôn, không bao giờ lỗi thời đâu. Eo 7074 lên số 9 nha, 150.000, mỹ ship số 9, số 9, số 9 cho em. Rồi con này eo 7075, một con dán vin vai chồm rất là đắt tiền, vai chồm có chung con giảng, bên trong là một chiếc lón lụa rất là xịn, dán vin đắt tiền nha. Chị nào eo 7075 lên mã 10, 150.000, mỹ ship số 10 cho em, số 10, số 10 nè. Rồi con này eo 6572, con này còn mới nguyên tem như vậy cho em, mới nguyên tem có cả cúc dự phòng luôn, cài cúc từ trên xuống dưới luôn, xè âu. Eo 6572 lên em mã số 11 nha, mã 11 150.000, miễn ship luôn, được kiểm tra số 11 cho em 150.000, mã 11 đẹp quá đúng mấy chị, rất là sang luôn, số 11 phải nói là cực kỳ sang luôn, con nào cũng biết hết á. Con này là một con đầm đen công sở dáng bedroom, eo 7880, dáng bedroom như vậy nha mấy chị, dạng đầm đen công sở nha, đi làm công sở bedroom mặc cực kỳ đẹp. Chị nào eo 7880, eo 80 độ về lên em mã 12, 150.000, con này miễn ship tận nhà luôn, giặt sạch sẽ rồi, ủi thắng thiêu rồi, về kiểm tra hàng thoải mái, mã 12. Em nói con nào cũng đẹp hết mấy chị ơi, con nào nó cũng đẹp, nó cũng sang hết trơn á mấy chị, rất là xịn sò luôn ý. Rồi con này là một con sơ mi cho em, một con sơ mi dán phom gọng, cài cúc từ trên xuống dưới, phom gọng giấu quần hoặc là làm đầm, kiểu nào cũng đẹp hết sơ mi mà. Eo 7880 cái màu guốc như vậy mặc rất là trắng da luôn. Chị nào eo 7880 lên em mã 13, 150.000, mỹ ship tận nhà luôn, lên số 13 là có đơn, mã 13 cho em, màu guốc cưng quá. 13, 13 cho em, lên số 13 là có đơn nha. Trời ơi con sơ mi màu vàng này vip lắm nè mấy chị, đẹp lắm luôn ý, cái chất này bao mát cho mấy chị luôn. Eo 7880 là mặc vừa cho em, chất bao mát có dây đai luôn. Con này mấy chị lên em số 14 nha, 150.000, miễn ship tận nhà, mã 14 cho em, 14, 14 cho em nè. Wow, con này là một con vin, eo 7074, dáng vin đẹp quá mấy chị. Bên dưới nè, trời ơi thuyền bùm như đây nè, flip chưa, có chung em coi giảng lót lụa xịn luôn, trời ơi đẹp lắm, dáng vin nha, dáng vin cho em nha. Eo 7074 lên em số 15 nha, mã 15, 150.000, miễn ship số 15, eo 7074, mã 15 cho em, 15, 15. Rồi con này eo 7880 nha mấy chị, con này sang nha, cổ cột nơ rất là tiểu thư bánh bèo nha, cái tay bo nhúng này rất là đẹp, có chung coi giảng nè, khi mấy chị mặc cho nó xè âu như 15, vậy. Chị Nguyễn thì nghe hết nè. Chị nào mà eo 7880 lên mã 16 cho em, gắn vin luôn, có chung coi giảng luôn, 150.000, miễn ship số 16 cho em, eo 7880 16 nha, gắn vin đó mấy chị, sang lắm. Wow, con này là một con dạng body đi tiệc dạ hội cho em, dạng dạ hội đi tiệc nha. Eo 7074 chất vôn mềm hai lớp, đuôi cá đuôi ơ như vậy. Eo 7074 lên mã 17, 150.000, mỹ ship, mã số 17 cho em, 17. Wow, con này xinh quá, con này eo 7074 nha, bánh bèo ở tay bánh bèo nè, tay bao bánh bèo luôn, cổ của bánh bèo nữa, cài cúc từ trên xuống dưới luôn, trời ơi mặc vô phải nói rất là đẹp, đằng sau cái eo chung như vậy, đằng sau eo chung như vậy cho em. Chị nào eo 7074 lên mã 18, 150.000, mỹ ship số 18 cho em,
18 150 ngàn con này nha. Cưng lắm, con nào cũng cưng hết á. Con này gan nha, con này là gan cho em. Gan này là rất là mới nha. Gan này mới như vậy, không xù không đổ lông nha. Để gần cho mấy chị nhắm luôn nè, em để sát cho mấy chị coi luôn. Không xù không đổ lông cho em, gan mới tinh như vậy, cánh tay bồng nha. Eo 6572 mã 19, 150 ngàn miễn ship mã 19, eo 6572 19 cho em. 19 con nào cũng xinh. Phải nói là con nào cũng xinh. Con này thì cái màu nâu này, có con này là cái màu này mặt trắng da. Màu này thì mặt cực kỳ trắng da. Mặt cực kỳ trắng da, eo 7476, con này số 20. 150 ngàn miễn ship số 20, eo 76 đổ về mặt trắng da nha. Mã 20 cho em. Cưng quá. Con nào cũng dễ thương á mấy chị ơi, con nào phải nói con nào nó cũng sang hết trơn á mấy chị. Con nào nó cũng độc lạ, nó cũng có độ đẹp của nó hết. À, con này là một con suông, dáng suông nha. Con này là một con dáng suông theo nha. Theo như vậy cho em. Toàn bộ là theo như vậy, cái dáng mặt vô nó sẽ suông xuống như vậy cho em. Trời ơi, cái màu là quá trời quá đất đẹp luôn, cái màu dạng mà màu bạc á mấy chị. Con này eo 70-75 lên em mã 21 cho em. 150 ngàn miễn ship tận nhà, số 21, cái màu bạc đẹp quá. Số 21 cho em, chào chị Love in the Mix nha. Em chào buổi trưa chị Love in the Mix nha, chào buổi trưa chị yêu nha. Rồi con này em 65-70 CS, con này thiết kế cầm rất là nặng tay, cầm con này phải nói là muốn xỉu luôn. Chị là em 65-70 CS lên mã 22, 150 ngàn miễn ship số 22 cho em. 22-22 lên số 22 là có đơn. 22 chị Nguyễn Thị Nga hết rồi. Rồi em quay về số 1 đi, quay về mã 1 nha mấy chị. Con này cho nó sang, trời ơi con này mấy chị nhìn như vậy thôi. Nhưng mà khi mấy chị cái cổ này, cái cổ trụ như vậy là khi mấy chị mặc vô là phải nói là bao đẹp luôn, cái màu cực kỳ sang. Eo 7476 mã 1 cho em. 150 ngàn miễn ship tận nhà cho mấy chị về được kiểm tra số 1. Số 1 nè. Rồi con này là một con dạng họa tiết thổ cẩm hoàng gia nha. Họa tiết thổ cẩm hoàng gia, con này đắt tiền lắm, 400-500 ngàn một con nha. Cổ nè, tiểu thư bánh mèo nè, bên dưới là body. Bên dưới là cái phần body như vậy cho em, rất là đẹp luôn. Body vô mặt bao đẹp. Tay cánh dơ thì mặt rất là sang, rất là mát luôn. Chị là eo 6572 lên lên mã 2. 150 ngàn miễn ship số 2, eo 6572. Số 2 cho em. Một con này là dáng body, eo 6570 CS, dáng body cho em nha. Body rất là đẹp luôn, xẻ tà sang như vậy. Chị là eo 6570 CS lên số 3, 150 ngàn miễn ship số 3 cho em. Số 3 cho em. Rồi em lên con này một con dáng viên hở, trời ơi cái màu đẹp quá vậy. Con này eo chết ấy, mặt sang lắm, con này eo 6572 nha. Con này như vậy là mặt lên dáng nè. Phải nói là cực kỳ đẹp như vậy luôn đó, đẹp lắm. Chị nào mà eo 6572 lên em mã 4 cho em. 150 ngàn mỹ xích số 4 nha. Số 4 nè. Wow, con này cầm nặng tay thế, cầm muốn gớt luôn. Cầm nặng tay muốn xỉu, cầm nó muốn xỉu luôn. Eo 80-85 size to. Màu đẹp quá. Trời ơi cái màu đẹp chưa. Chị nào mà eo 80-85 á, size to nó lên liền, con này chốc liền nha. Con này màu hơi bị vip rồi, lên mã 5 cho em. Con này số 5 nha. 150 ngàn cho em miễn ship tận nhà luôn, mã 5 cho em, eo 80-85. 150 ngàn miễn ship tận nhà. Rồi con này là một con dạng đầm đen công sở, eo 6572, dạng đầm đen đi làm công sở. Chị nào thích đi làm công sở thì mặc đó, chị nào không thích đi làm công sở thì mặc đi đâu cũng được, đi chợ, đi chơi, đi bơi, cà phê, cà pháo đều được hết. Rồi con này số 6 nha, em 6572 số 6, 150 ngàn miễn ship số 6 cho em. Wow, con này xinh lắm, con này hàng hiệu ấy. Để em coi hàng hiệu, có tem hàng hiệu không? Chứ con này đắt tiền lắm. Con này đắt tiền mà em nói nó VIP lắm luôn mấy chị ơi. Cực kỳ sang đây, hàng hiệu Gu cho em nha. Hàng hiệu Gu nha, mấy triệu bạc một con nha, Gu nè. Có cả cái khúc dự phòng như vậy nè, con Gu này mấy triệu bạc một con nha. Trời ơi, bao đẹp cho mấy chị luôn. Eo con này là 78-80 cho em. Cái cổ là em nói bao đẹp rồi đúng không? Cái tay là bao nhúng này rất là sang rồi. Có chung đôi giãn xòe âu ra đẹp quá. Chị nào eo 78-80 lên mã 7 cho em. Mã số 7 nha, 150 ngàn miễn ship tận nhà được kiểm tra hàng số 7. Eo 80 đổ về hàng hiệu Gu mấy triệu bạc một con. Lên mã 7 em bán 150 ngàn miễn ship cho mấy chị luôn. Phải nói 150 ngàn là em miễn ship tận nhà cho mấy chị luôn, về được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đẹp quá mấy chị ơi, con này eo 78, eo 65-70 CS cho em. Cổ rất là dễ thương như vậy nè. Đây, đó, đây là VIP như vậy cho em nè. Trời ơi, mấy cái màu nó sang không, chất lộ VIP không. Chị nào eo 65-70 CS lên mã 8. 150 ngàn miễn ship tận nhà được kiểm tra số 8 cho em. Số 8, 150 ngàn cho em. Rồi, con này là một con size to.
Con này size to, em 100 đổ về luôn. Trời ơi, suông xuống như vậy cho em. Có túi hai bên luôn, dán suông luôn. Chị mà thích lịch tay thì lịch vô như vậy. Chị nào eo 60, eo 9, eo 90, 100, eo 100 đổ về lên mã 9 nha. Số 9 cho em con này nha, 150 ngàn mỹ ship số 9 cho em. Số 9 nè, 100 đổ về cho em. Bằng là đắt tiền không à, đây một con Vin. Một con Vin. Số 8 chị Nguyễn Thị Nga hết. Chất lụa. Cổ bao chị Thư Vin chất lụa nha. Eo 70, 74 cho em. Con này eo 70, 74 nha mấy chị. Có chung coi giảng luôn nè. Trời ơi, nó đẹp quá mấy chị ơi. Lên mã 10 cho em. Con này số 10 nha mấy chị, mã 10 cho em nha. Mã 10 150 ngàn mỹ ship eo 70, 74. Mã 10 cho em. Em chào chị Anh Hoàng nha, chào chị Anh Ngọc nè, chào toàn thể tất cả các chị còn đang xem live nè. Chào toàn thể tất cả các chị còn đang xem live luôn, con nào cũng sang hết. Trời ơi, cái con này cái màu yêu lắm mấy chị ơi, mấy chị cũng giúp con này cái màu, em nói rất là đẹp luôn, dáng Vin mà em nói body vai trồm ra nè. Đẹp không? Theo chỗ này theo nha. Có chung qua giảng dáng body cho em. Con này eo 65, 72, con này mã 11 nha. 150 ngàn mỹ ship tận nhà số 11 cho em. 11. Lên mã 11 cho em là có đơn. Đẹp quá, con nào cũng sang lắm mấy chị ơi. Trời ơi, con này mới VIP nè, con này màu hoa nhí mới VIP nè. Eo 74, 76 cho em. Màu hoa nhí phải nói là cực kỳ đẹp như vậy cho em. Eo 74, 76, eo 76 đổ về cho em. Cái dáng suông nha, có dây cột còn sau. Chị nào thích cột eo vô thì cột như vậy. Eo 74, 76, eo 76 đổ về lên mã 12. 150 ngàn mỹ ship tận nhà số 12 cho em. 12, wow. Con này là một con lụa xịn nhất trong các dòng lụa. Lụa này bao VIP cho mấy chị, có trong em qua giảng luôn. Con này eo 74, 76 nha mấy chị. Eo 74, 76, eo 76 đổ về lụa cực kỳ sang. Trời ơi, đắt tiền lắm, màu nhu rất là đẹp luôn. Con này lên mã 13, 150 ngàn em bán tặng cho mấy chị. Mỹ ship tận nhà bán tặng con này nha, chứ con này đắt tiền nha, bán tặng luôn. Mã 13, eo 74, 76, 150 ngàn mỹ ship chất lụa. 13. Rồi, con này là một con dáng body. Con này là một con dạng body đầm đen công sở body đó, đầm đen công sở xòe âu ở chỗ eo này đó, body vô ở dưới là xòe âu ra như vậy. Chị nào eo 74, eo 65, 72 lên mã 14, eo 65, 72 mã 14, 150 ngàn miễn ship 14 cho em. 14 rồi, một cái con cổ siêu đẹp eo 70, 74 cổ như vậy nha, rất là đẹp luôn, có chung co giãn xòe âu ra. Chị nào eo 70, 74 lên em số 15, 150 ngàn miễn ship con này số 15. Nhìn như vậy thôi nhưng mà khi mặc vô nè, cái dáng là cực kỳ sang, mã 15, 150 ngàn. 15 cho em. Rồi, con này eo 65, 72, màu hoa nhí. Màu hoa nhí, cài cốt từ trên xuống dưới có dây gốc eo vô. Mặc vô thì xè âu ra như mày. Chị này eo 65, 72 lên mã 16 cho em, 150 ngàn, mỹ ship số 16 nha. 16 cho em. Rồi, con này eo 100 đổ về cho em nha. Eo 100 đổ về cho em. Eo 100 đổ về rất là đẹp luôn. À, dạng đầm đen không sở mà size to, eo 100 đổ về á chị mà size to. Chị nào mà size to eo 100 đổ về lên em mã số 17. 150.000 miễn ship mã 17 nha, size to nha, eo 100 luôn nha, đầm đen không sở VIP nha. 17 150.000, em chào chị Dung Nguyên, đẹp quá mơ, cảm ơn chị Dung Nguyên nha. Rồi, con này là một con sơ mi hoa nhí, eo 84 đến 90, eo 90 đổ về. Đây, màu bông hoa nhí như vậy, dáng sơ mi cài cúc thì cho xuống dưới nha. Đó, phơm gặm hoặc là làm sơ mi giấu quần hoặc là làm đầm đều đẹp được hết. Eo 84 đến 90, eo 90 đổ về mã 18 nha. 150.000 mỹ ship số 18, eo 90 đổ về, giặt sạch sẽ gội thẳng thiêu rồi cho em số 18 cho em. 18 nha. Đầm đó eo chủ. Đầm đó eo chữ V còn không bạn hả? À, đầm eo chữ V ha chị. Đầm em chữ V mà chắc là cái đầm mà qua chị Phương giới thiệu á. À, cái đó thì khi nào bên em like thì sẽ báo nha chị ơi. Còn nhưng mà khi nào bên em like thì sẽ báo nha chị. À, hôm nay em like cái dòng bên Nhật này nha. À, con này eo 7880. Cài cúc từ trên xuống dưới như vậy. Trời ơi dáng à, xòi à, đẹp quá đi. Chị nào eo 7880 lên mã 19 cho em. 150.000 mỹ ship số 19 cho em. 19 cho em. Để đầu cây nó luôn hay là để sát sát cái này nhung được này. Bây giờ cũng kêu quá luôn đi nè bác.
Rồi, rồi con này đẹp quá, con này là một con yếm cho em. Một con dạng yếm, chân lấy xè qua như vậy cho em. Quá trời quá đất đẹp. Chị nào eo 74, 76, eo 76 đổ về lên em mã 20 con này nha, mã số 20. 150.000 miễn ship cho mấy chị luôn, về được kiểm tra hàng yếm mít giáo thun hoặc là áo sơ mi đều đẹp nha. Rồi con này lên em mã 20 cho em, 150.000 miễn ship số 20. Eo 74, 76, eo 76 đổ về mã 20 nè. Rồi con này là một con bếp lâm cho em, dạng bếp lâm đầm đen công sở, bếp lâm body. Con này eo 65-72 cho em, eo 65-72 bếp lâm nè, công sở body nè, mấy chị thấy đẹp không? Con này là em số 21 nha, 150.000 miễn ship eo 65-72 mã 21 cho em. 21 cho em nè, wow, con này xịt tay độc lạ mà sang mà nó cưng, eo 65-72 luôn. Cái tay siêu bồng nè, cánh tay siêu bồng có chung có giãn, đây bên dưới xòe, trời ơi, quá trời quá đất độc lạ đẹp như vậy. Chị nào eo 65-72 lên em mã 22, 150.000 miễn ship số 22 cho em, eo 65-72. Mã 22 rồi, em qua con này, cánh tay bồng quá, trời ơi cánh tay nè, quá trời quá đất bồng, quá trời quá đất bồng, eo 70-74, có chung có giãn, có dây gút vương vầy, xòe âu ra như vậy rất là đẹp cho em. Chị nào eo 70-74 lên em mã 23 nha, 150.000 miễn ship số 23, eo 70-74 số 23 cho em, 23-23, 20 bo cho em. Trời ơi con này xinh quá mấy chị ơi, con này số 24 đẹp lắm mấy chị ơi. Không chốt con này là nó phải nói là rất là ủ luôn, còn mới nguyên tem đây. Còn mới nguyên tem như vậy cho em luôn, độc lạ quá. Eo 74-76, eo 76 độ về, trời ơi mấy chị ơi. Xịt tay rất là độc lạ, rất là sang. Eo 76 độ về mặt được mã 24, 150.000 miễn ship size 4 nha em nha. Eo 74-76 và mã 24 cho em. 24-24 cho em, 150.000 miễn ship nè. À, con này là một con màu hoa nhí, hàng hiệu biết bao 23 rồi chị à, love in the mid. Rồi cái này quay về số 1 đi, con này quay về số 1, eo 78-80 nha. À, màu bông hoa nhí như vậy cho em, cài cúc từ trên xuống dưới nè. Cái này có dây cột luôn, có dây cột đằng sau, chị nào thích cột vô thì cột. À, xem rồi dạ được nha chị, đợi em xíu cho xem lại 23 rồi, cho chị đó xem lại số 23. Rồi con này mã 1 kem, 150.000 miễn ship số 1. Số 23 đây nha chị ơi, đẹp quá à. Eo 70-74 em nói rất là sang luôn, cánh tay bồng, trời ơi để không, cánh tay bao bồng ra này, dáng sạch âu xề ra, sang lắm con này mặc sang. Rồi số 23. Rồi con này số 1 cho em nha, eo 78-80 nha, số 1 cho em nha. Eo 78-80 màu hoa nhí nha, đó, cột đai vô sinh quá, mã 1, 150.000 mỹ ship số 1 nè. Trời ơi con này cái màu yêu dữ vậy. Eo 70-75 cho em, wow, có dây rút eo vô như vậy cho em, dây rút vô xòe âu ra cái màu cực kỳ vip luôn. Con này mã số 2, eo 70-75 mã 2, 150.000 miễn ship tận nhà luôn, về được kiểm tra của số 2 cho em, 150.000 miễn ship mã 2. Số 2, à con này xinh thế. Một con dạng đầm đen công sở, eo 78-80. Đầm đen đi làm công sở đều được, mà mấy chị mặc đi đâu cũng được hết, không nhất thiết là phải đi làm công sở nha. Rồi eo 78-80 lên em mã số 3, 150.000 miễn ship nè, đó mã 3. Đó này mấy chị mặc đi đâu cũng được hết á, đi mà chợ, đi chơi, đi bơi, đi đám, đi lễ hay là đi đâu nó cũng đẹp á mấy chị ơi, đi nói chung là mặc ở nhà nó cũng mát nha. Rồi em qua con này chất lụa cho em. Chất lụa rất là xịn nha, eo 74-76 nha, tay đẹp lắm. Tay nè, dễ thương lắm, bên này cũng vậy. Cái tay làm kiểu là rất là dễ thương luôn. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về nè, có chung coi giảng luôn, có chung coi giảng đằng sau luôn. Eo 76 đổ về lên em số 4 nha, 150.000 miễn ship tận nhà số 4 cho em. Rồi, con này là một con dáng cổ vét, eo 65-72 đây. Cổ vét V xuống như vậy, màu hoa nhí cực kỳ đẹp. Cánh tay bao bồng rồi, quá trời quá đất đẹp rồi, trời ơi nó sang. Mấy chị thấy nó sang không? Quá trời nó sang như vậy luôn. Chị nào eo 65-72 lên em mã 5, 150.000 miễn ship, cài cúc từ trên xuống dưới nha. Mã 5 cho em, 150.000 miễn ship số 5 nè. Số 5 nè, rồi con này là một con, trời ơi nó đẹp quá, để em xem coi. Trời ơi nó vip lắm mấy chị, nó sang. Cực kỳ sang cho em luôn. Tem hàng hiệu. Đây, có cúc dự phòng.
có cả cái cúc dự phòng cho mấy chị trong cái tem luôn nè, tem hàng hiệu là chuẩn hàng Nhật như vậy nè. Đó. Thế cổ nó bo nhúng vô như vậy luôn. Chị là eo 70 tới bạn eo 74 75 á, eo 74 75 là mặc được con này á, nên em mã 6 nha. Mã 6 cho em con này nha, 150.000 miễn ship tận nhà, được kiểm tra số 6 cho em. Số 6 cho em nè. Rồi con này còn mới nguyên tem, chưa có qua sử dụng nha. Một nồi tem, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, một đùm một nồi luôn. Eo con này là 78-80, có chung con dạng ở đây, con này mặc bao mát luôn. Đó, em nói con này là mặc hơi bị mát, màu hoa nhí màu trắng cực kỳ đẹp, sát đất giống em là mặc mát nè. Chị nào eo 78-80 lên em mã 7 cho em con này. Mã 7 nha, 150.000 miễn ship, mã 7 eo 78-80, con này mặc bao mát luôn. Trời, mấy chị mua về mặc thử đi, mặc không mát là em trả lại cho em, nó sang lắm luôn. Cái con này bao đẹp cho mấy chị, sắc nét mặt mát lắm nha. Eo 78-80 lên số 7, 150.000 còn mới nguyên tem, mã 7 cho em. Rồi con này eo 74-78 cho em nha, eo 78 đổ về nha. Con này dáng suông, cái dáng nó sẽ suông xuống như vậy cho em, nó sẽ nó có dây đai. Con này còn nguyên dây đai như vậy cho em nè, còn nguyên dây đai. Chị nào thích nịt đai thì cột, chị nào thích làm dáng suông thì cột cho em. Em cột dây đai vô lại cho mấy chị, cột cộng đai qua một bên cho mấy chị như vậy. Đấy, cái giá xuân xuống như vậy rất là đẹp. Chị nào eo 78 đổ về lên em mã 8 nha, 150.000 miễn ship số 8 cho em. Eo 78 đổ về, 150.000 miễn ship mã 8 nè. Trời ơi con này xinh quá, con này tiểu thư lắm, tiểu thư rất là cưng. Eo 65-72 tiểu thư mà em nói siêu cưng cho mấy chị luôn. Đây mấy chị, trời ơi mấy chị thấy chỗ này nó theo không cái tay nè, quá trời quá đất đẹp. Eo 65-72 lên em số 9 nha, mã 9, 150.000 mỹ ship con này số 9 cho em. Eo 65-72 số 9 cho em, số 9 con nào cũng biết hết mấy chị ơi. Trời em con này eo 65-72 luôn, con này mặc cưng lắm. Con này mặc là eo tinh dáng nè, đó trời ơi em nói mặc tinh dáng đây nè, trời ơi nó xòe cái phần này ra cho em rất là dễ thương luôn. Chị là eo 65-72 lên mã 10 cho em con này, 150.000 mỹ ship số 10. Số 10 con nào cũng sang hết. Wow, con này cưng quá vậy. À, con này eo 84-90, eo 90 đổ về size to nha. Eo 84-90, eo 90 đổ về size to nha. Còn nguyên dây đai như vậy. Con này mặc đẹp lắm, chất này cái vai trồm ra mặt mát nè. Con này mã 11, 150.000 mỹ ship. Mã 11 cho em, eo 90 đổ về size to cho em. Mã 11, 150.000 mỹ ship luôn. Rồi một con áo khoác free size nha. Con này là một con khoác free size rất là độc lạ. Áo khoác này rất là nữ hoàng. Khoác vô, khoác đi biển, khoác nhẹ ở nhà, khoác kiểu nào cũng được hết. Trời ơi cái màu nó đẹp chưa. Em nói free size ai cũng mặc được hết mấy chị ơi. Free size, big size đấy. Free size là không có size, là size to là free size ai cũng mặc được đấy. Rồi chị nào thích con khoác free size này lên em mã 12, 150.000 miễn ship tận nhà nữ hoàng nha. Mã 12, 150.000 cho em. Đẹp quá mà mấy chị, con nào cũng xinh hết. Trời ơi con này cái con cái cổ nó nhúng nè. À, con này eo 90-100, eo 100 đổ về size to. Cổ bo nhúng như vậy rất là đẹp. Màu hoa nhí mà nó dập ly dập ơ như vậy cho em. Cái dáng nó sẽ xuông xuống như vậy nha. Khi mấy chị mặc cái dáng nó xuông xuống như vậy cho em mặc. Mặc cứ là đẹp, chị là thích từ tay được chưa. Eo 100 đổ về lên em mã 13. Mã 13 cho em 150.000 miễn ship tận nhà lên số 13 nha. 13, 150.000. Rồi con này eo 78-80. Con này là một con dạng đùm đen công sở, đi làm công sở mà mấy chị không nhất thiết là phải đi làm công sở, bên đặt đi đâu cũng được, dáng âu xòe. Đây, một cái tem mà hàng hiệu to như vậy luôn nha mấy chị. Chị này eo 78-80, eo 80 đổ về lên mã 14 cho em. Mã 14, 150.000 miễn ship số 14 nha. 14. Eo 70-74 đẹp quá. Trời ơi, tem hàng hiệu nè, cái tem to như vậy nè, cánh tay dài mỏng mà trời ơi, ghen như vậy mới tinh không sầu không đổ lông luôn, cưng lắm. Chị nào eo 70-74, eo 74 đổ về lên em mã 15 nha. Lên cho em số 15 cho em, 150.000 miễn ship mã 15 nha. Dáng âu tay lắm, con này mặc cực kỳ tay, mặc sang lắm. Chị nào mà eo 72-74 là mặc cực kỳ đẹp á, lên mã 15 cho em, 150.000 miễn ship. Con này là một con bếp lum. Con này là một con dáng bếp lum cho em. Bếp lum ăn cả thế giới không bao giờ thấy bụng, che bụng lại cho mấy chị luôn. Bếp lum nha, sang lắm. Con này eo 84-90.
eo 80 tới 90, eo 90 đổ về cho em nha. Eo 90 đổ về là mặc được nha mấy chị. Đó, tay vai tròn ra. Đẹp chưa? Có chung có giãn ở chỗ này, có dây rút vô. Khi mấy chị mặc xuống dưới là nó sẽ xòe cái dáng nâu ra như vậy. Đây, nó xòe cái dáng nâu ra như vậy cho em, cực kỳ tây luôn. Eo 84 đến 90, eo 90 đổ về mã 16 cho em. 150.000 miễn ship tận nhà mã số 16. 150.000 cho em số 16 nè, cưng quá. Con này eo 90 100, eo 100 đổ về nha. Size to eo 100 đổ về, con này chất lụa cho em. Con này chất lụa rất là VIP, rất là đắt tiền nha. Rất là xịn, xịn nhất trong các dòng lụa luôn nha mấy chị. Xịn nhất trong các dòng lụa luôn, eo 94 tới 100. Rồi nói chung là eo 90, 94, 96, 98, eo 100, 100 đổ về là mặc được, chất lụa họa tiết của cổng hoàng gia. Con này mã 17 cho em, 150.000 miễn ship mã 17 nha. Mã 17, 150.000 miễn ship số 17 cho em. Rồi con này là một con hoa nhí eo 70-74. Một con màu hoa nhí cực kỳ đẹp cho em, eo 70-74. Đây nha mấy chị, màu hoa nhí như vậy cho em. Bông hoa nhí, bên này cũng vậy, bông hoa nhí như vậy cho em. Có dây cột vô, có dây cột vô như vậy. Màu hoa nhí phải nói là cực kỳ đẹp nha. Eo 70-74 mặc được con này mã 18 cho em. 150.000 miễn ship tận nhà luôn, lên số 18 cho em là có đơn 150.000 sở hữu con này 18 cho em. 18, 150 ngàn. Rồi con này eo 90 nha. Eo 84-90, eo 90 đổ về, con này là một con siêu độc lạ luôn. Siêu độc lạ như vậy cho em. Đây mấy chị ơi. Trời ơi, nó đẹp nè. Cái tay nó sang nè. Eo 84-90, eo 90 đổ về nè. Mấy chị thấy không, cái màu nêu không? Cái màu nó này mặc vô rất là độc lạ, rất là sang. Con này cái kiểu nó cũng như Barbie doll mặc chiếc quần đùi á. Rồi eo 90 đổ về lên mã 19, 150.000 mẻ ship. 19 cho em. Con này là một con nhung. Con này là một con nhung, tầm nhung, chút nhung cho em. Chút nhung như vậy. Đây chỗ này theo, chỗ này là nó làm như vậy nè, trời ơi. Kim tiến kim sa nè. Trời ơi, chút nhung phê chưa. Chút nhung mà em nói bao phê luôn. Eo 65-72. Con này mã 20 nha, 150.000 mỹ ship số 20. Eo 65-72 chất nhung cho em. 65-72 số 20 nè. Rồi con này eo, con này eo 70-74 cho em. Đầm nhung luôn, màu đỏ luôn. Mặc cho nó đỏ nguyên ngày, đỏ nguyên tháng, đỏ nguyên năm nha mấy chị. Mặc đi chơi Noel, mặc đi mặc Tết cho nó đỏ, cho nó ấm, cho nó sang nha. Chị nào eo 7 chị đó có số 16 mà. Eo 70-74 con này mã 21 cho em. Mã 21 cho em, 150.000 miễn ship eo 70-74. Mã 21 cho em, à, chị... 20 đi chị 18. Chị Bin Thanh Thúy lúc nãy chị có số 16 rồi chị ơi. Chị có số 16 rồi đó nha. Rồi, con này sang quá, con này còn mới nguyên tem. Eo 70-74. Cái màu nó như vậy á, màu nó đầm nhật, cái màu nó như vậy nó rất là sang cho em nha. Còn mới nguyên tem này bây giờ thấy không? Trời ơi, đẹp quá, eo 70-74 con này mã 22 cho em. Mã 22, mã 22, 150.000 miễn ship số 22, eo 70-74. Mã 22, cái này em quay về số 1. Em quay về số 1 nha mấy chị, trời ơi nó sang. Eo 84-90, eo 90 đổ về. Eo 84, 86, 88-90, eo 90 đổ về dán suông. Cái này đầm suông xuống như vậy nha. Chiếc von nhất là mềm mại hai lớp luôn, chị nào mặc thích mặc này tay được vô cho nó ra giám viên. Đó, mình ta là ra giám viên. Ờ, con này quay về mã 1. Mã 1, 150.000 miễn ship, eo 90 đổ về mã 1 cho em. Rồi em qua con này. Con này eo 65-72. Đẹp quá. Cánh tay bồng. Cánh tay bồng màu hoa nhí. Trời ơi, đằng sau nè mấy chị. Nó đang dây đang ơ nha. Cái này là chất vòm mềm mại rủ xuống luôn nha. Trời ơi, vòm mềm mà cầm. Cầm em nói mềm như da em bé hai lớp cho em. Con này eo 65-72 lên em mã số 2 nha. Mã 2 cho em, mã số 2 con này, 150.000 mỹ ship được kiểm tra, số 2. Số 2, số 2 nè. Wow, con này màu hoa nhí cái dáng Âu xinh quá mấy chị ơi. Màu hoa nhí cái dáng Âu xinh quá, trời ơi, mà vừa lại em chốt con này rồi mấy chị, đẹp lắm nha mấy chị. Eo 65-72. Màu bông hoa nhí như vậy cho em. Ở dưới nó sẽ xòe Âu ra, em nói cực kỳ đẹp. Chị nào eo 65-72 lên em mã số 3, 150.000 mỹ ship số 3 cho em. Số 3, số 3. Rồi con này eo 74-78, eo 78 đổ về nha. Ở trên này là gan cho em. Con này đặc lạ lắm. Vai cánh chồm ra nè, vai chồm ra chất gan.
Nhưng mà mấy chị nhìn gan như vậy, nhưng mà bên trong là nó có lót hết trong nè. Bên trong là nó có lót hết, mấy chị yên tâm nha, không phải nó mỏng đâu. Gan này là mới không xù không đổ lông. Eo 74, 78, em 78 đổ về, có chung co giãn, có dây gút. Mặc cho cái dáng xòe xòe ra như vậy. Đẹp quá, con này số 4, 150.000, mỹ số 4 nha. Eo 78 đổ về, mã 4 cho em. Số 4, số 4 nè. Rồi con này là một con màu hoa nhí, con này eo 65-72. Màu bông hoa nhí như vậy cho em, bên này cũng vậy, bông hoa nhí cực kỳ đẹp, có chung coi giãn, dáng âu xòe ra như vậy, sang quá. Chị nào eo 65-72 lên em mã 5. Mã 5 150.000, miễn ship tận nhà, được kiểm tra số 5 cho em. Số 5, số 5 nè. Wow, con này là một con size to. Chị nào ở đây mà size to nè, chốt con này nha. Chốt con này cho em nha, mấy chị đừng có suy nghĩ gì nhiều nha. Eo 84-90 luôn, eo 90 đổ về size to luôn. Trời ơi, mấy chị thấy không? Màu này nó yêu chưa? Rất là sang như vậy, size to luôn. Trời ơi, đẹp lắm nha, cực kỳ đẹp luôn. Eo 84-90, eo 90 đổ về. Màu em nói nó sang. Cái này là cái chất này là nó co giãn, nó rất là mặt cứ là thoải mái, co giãn nè, mấy chị thấy không? Rất là đẹp nha. Con này mã 6 cho em, 150.000, miễn ship số 6 cho em. Số 6, 150.000, miễn ship nè. Wow, con sơ mi này sang quá vậy. Con sơ mi này sọc này sang lắm mấy chị ơi, sơ mi này sọc bao sang luôn. Eo 78-80 cho em. Trời ơi, có hai cái túi bên trước nè. Dễ thương lắm, con này viết lắm, đắt tiền lắm luôn ấy. Trời, mặc màu sọc này mặc sang, mặc không bao giờ lỡ thời, mặc vô làm đầm cho form cho nó sang nha. Có hai cái túi hai bên luôn. Eo 78-80, eo 80 đổ về mã 7. 150.000 miễn ship số 7 cho em, số 7 cho em nha. 150.000 miễn ship mã 7 nè. Rồi em có con sọc này số 8 luôn nè, chị nào thích con này lên số 8 nè, sọc màu trắng nha. Con này eo cũng 78-80, eo 80 đổ về luôn, cũng có túi như vậy luôn, cũng sang như vậy luôn đó. Cũng sơ mi đẹp như vậy luôn, đọc lại, nhưng mà con này đọc lại cái là ở trên đằng trước ngắn ở dưới dài, mặc cho nó sang. Con này mã 8 cho em 150.000 miễn ship số 8 luôn nha. Rồi, một con đầm đen cầm sỏ. Đi làm cầm sỏ, chiếc con rất là mềm, rất là tiểu thư. Cổ cột nơ xuống như vậy, bao tiểu thư cho mấy chị luôn. Tay ngắn luôn, eo 78-80, con này lên em mã số 9. 150.000 miễn ship số 9 cho em. Mã 9, 150.000 miễn ship số 9 nè. À, con này xinh nha, con này đây, đọc lại nha. Con này bao VIP cho em nha, chiếc con rất là mềm nha. Eo 70-74. Trời ơi, chiếc von mềm, cái tay bánh mèo chưa? Bên dưới đuôi cá đưa ơ, rất là đẹp như vậy luôn. Chị nào eo 78, eo 70-74 lên mã 10. 150.000 miễn ship số 10 cho em. Số 9 là chị Hoa lên. Rồi, một con body. Con này là một con body cho em. Eo 65-70 CS, con body cực kỳ đẹp luôn. Cánh tay vòng, cánh tay vòng luôn, body xuống dưới luôn, xẻ tà đằng sau luôn, đẹp quá. Chị nào eo 65-70 CS lên mã 11, 150.000 miễn ship số 11 cho em. 11, 150.000 miễn ship nè. 11 cho em. Rồi, con này yêu quá. Con này eo eo 74-78, eo 78 đổ về nha. Cái màu hoa nhí cho em như vậy nha mấy chị. Màu hoa nhí có dây cột nha. Đó, trời ơi, bánh mèo quá, dễ thương không? Con này mặc rất là sang. Chị nào eo 74-78, eo 78 đổ về mã 12, 150.000 miễn ship số 12 cho em. 12 lên số 12 cho em là có đơn nha mấy chị ơi, miễn ship tận nhà cho mấy chị nha. Rồi, con này eo 74-78, eo 78 đổ về. Âu nha, dáng âu xòe rất là tay. Âu xòe ra như vậy cho em, cực kỳ tay luôn. Chị nào eo 74-78, eo 78 đổ về lên em mã số 13. 150.000 miễn ship tận nhà, được kiểm tra luôn số 13 cho em con này, mã 13. 13, 150.000. Rồi con này là một con nhắn viên cho em. Một con dán viên vai trồm, bên này cũng vậy, vai trồm ra dán viên nha, có chung em vai giãn ở đây nè. Tất nhiên thì viên thì bên trong thì một chiếc lót tất nhiên là phải lụa xịn như vậy, đúng không mấy chị? Chị nào eo 78-80 nè, lên em mã số 14 nha. 150.000 miễn ship luôn số 14, con này viên rất là xịn nha, rất là đắt tiền luôn, mà con viên này mặc cực kỳ sang như vậy cho em. Mã 14, 150.000 miễn ship số 14 cho em. 14 cho em. Con nào cũng đẹp hết, mấy chị ơi, con này còn xịt tay rất là độc lạ luôn nè. Con này độc lạ lắm nha, con này eo 74-78, eo 78 đổ về. Wow, mấy chị thấy không, cái tay độc lạ chưa? Đằng sau nè, quá trời với đất sang, rất là độc lạ như vậy luôn đây. Đây bên phần dưới nè, nó nhúng nhúng như cái kiểu nó nè, rất là đẹp như vậy cho em nha. Con này lên em số 15 nha mấy chị. Eo 74-78, eo 78 đổ về mã 15 cho em nha. 150.000 miễn ship tận nhà, được kiểm tra số 15 cho em.
15 cho em nha mấy chị. Con nào cũng VIP hết mấy chị ơi. Con nào nó cũng cưng hết trơn. Rồi con này là một con hoa nhí màu vàng, rất là yêu luôn. Đây mấy chị, cổ tròn cho em như vậy nha. Cổ tròn như vậy, tay ngắn như vậy, bông hoa nhí màu vàng xứng như vậy rất là yêu. Eo 7880 cho em. Con này lên em mã 16 cho em. Mã 16 cho em con này nha, xanh chưa. 150.000 miễn ship, được kiểm tra hàng luôn. Mã 16, eo 7880, số 16 cho em là có đơn. 16 dễ thương quá. Eo 7880 là mặc được hết. Mã 16 cho em 150.000 miễn ship. 16 cho em nha mấy chị. Con này là một con sơ mi. Con này là một con sơ mi như vậy cho em. Sơ mi eo 7880 nha. Sơ mi sọc eo 7880 sang chưa. Trời ơi mấy chị thấy không, 150.000 miễn ship luôn. Con này số 17 cho em luôn. Sọc em nói mặc bao sang nha mấy chị. Mã 17 cho em, 150.000 miễn ship số 17 cho em. Số 16 hay là số 6? Chị Nguyệt Phạm, chị xã số 16 hay số 6 hay là sao chị ơi? Em vẫn chưa hiểu. Em vẫn chưa hiểu á. Rồi con này eo 90-100, eo 100 đổ về. Con này độc lạ lắm, con này dạng Barbidol, có hai túi hình trước nè. Chị nào mà size to á, chị nào mà size to eo 100 đổ về á, lên em mã số 18 nha. Mã 18 cho em 150.000 miễn ship nè. Tỏ em 100 đổ về, size to sang lắm. Số 18, 150.000 miễn ship mã 18 cho em. Con này là một con cái màu hoa nhí, eo 74-76. Đây cái màu bông hoa nhí như vậy. Trời ơi cánh tay nè, rất là tiểu thư. Cánh tay bao đẹp cho mấy chị luôn. Có chung coi giảng như vậy. Có chung, xin xả 16 á, cái con vừa rồi nè anh ơi. Con vừa rồi mới vừa chốt luôn á, con mới vừa chốt bỏ ra, đó, đầu tiên á. Rồi em mở ra cho chị ạ. Chị ơi chốt chắc cho em nha chị ơi, rồi, bỏ 16 đó ra. Rồi con này mã 19 cho em. Con này mã 19 cho em. Đẹp quá, cực kỳ sang như vậy. Cực kỳ sang như vậy, con này eo từ 74-76, eo 76 đổ về lên mã 19 cho em. Mã 19, 150.000 miễn ship lên số 19 là có đơn, 150.000 mã 19 nha. Rồi đẹp quá. Một con size to. Một con size to cho em. 18 chị Kim Lê. Chị Kim Lê vào tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ. Em xin like nha chị Kim Lê. Chị Kim Lê đúng không? Chị Kim Lê là khách mới á chị ơi. Chị vào ngay, chị vào trong tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ vào trong đó nha chị. Bên em có nhân viên mà nhắn tin cho chị rồi nha. Vào trong đó cho giùm em, không cho like nha chị ơi. Rồi con này mà có dạng đồng đen nè, eo 80-85 nè. Eo 84-85. Eo 84-85 mặt đẹp, size to. Trời ơi nó cưng quá đi. Quá trời đất, chiếc voi mềm hai lớp siêu cưng luôn, size to luôn. Chị nào mà eo 84-85 lên liền em mã 20 nha. Lên liền em số 20. Mã 20 cho em con này. Đẹp quá, 150.000 miễn ship được kiểm tra số 20 luôn. Trời ơi nó sang. Số 20 cho em. 20 con nào cũng đẹp, cũng VIP hết. Yệp dùng cái tay kia qua cái này. Xuống đây ăn cơm nè. Dùng cái đó qua này đi. Hả? Kìa. Chị Kim Lê ơi, chị vào ngay trong tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ nha. Bây giờ em xin phép em xuống live mấy chị ơi. Em xin phép em xuống live em ăn cơm nha mấy chị. Hẹn các chị vào 12:30 trưa nay nha, mình gặp nhau tiếp nha mấy chị. Em xin phép xuống like em ăn cơm xong rồi 12:30 trưa nay em lại vào tiếp nha. Em lại vào like cái dòng viên nhật cho mấy chị tiếp nha. Mấy chị ơi nhớ 12:30 vào ủng hộ em nha. Nhớ vào ủng hộ em nha. Em cảm ơn tất cả các chị yêu đã ủng hộ em từ sáng đến giờ nha. Cảm ơn tất cả các chị yêu rất là nhiều luôn. Chúc các chị một buổi trưa thiệt là vui vẻ, ăn cơm bên gia đình thiệt là ngon miệng. Mấy chị nhớ 12:30 vào ủng hộ em là em vui nha. Rồi chào tạm biệt tất cả các chị yêu. Chào tạm biệt. Em chào tạm biệt tất cả các chị yêu nha.